Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện đang diễn ra rất là hay của tác giả Trần Linh. Và liệu rằng cái kết nào cho những nhân vật trong câu chuyện, những kẻ xấu xa, tàn ác, những kẻ mưu mô thủ đoạn, liệu sẽ phải nhận hậu quả gì? Và bí mật gì đang diễn ra trong căn nhà của Vũ? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Xe chạy vào một con đường đất bụi mù, hai bên là rừng cây ăn trái rậm rạp. Đây là con đường tắt duy nhất nối từ dãy tiêu nhà Lão Bách đến vườn cây ăn trái nhà Vũ mà không phải ai cũng biết. Lão Bách thì ngược lại, mọi đường đi lối về của Vũ, Lão đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Kế hoạch này nằm ngoài dự tính. Xong, gài được Vũ vô vụ án mạng này, nó sẽ giống như một mũi tên bắn trúng hai đích, không cần phải ra tay cũng hạ được anh. Ông chủ, chúng ta đến nơi rồi. Gã tài xế dừng xe, quay mặt nói với Lão Bách. Ông ta hỏi, nơi này cách căn nhà gỗ của thằng Vũ bao xa? Hắn đáp, dạ cũng không xa lắm, tôi có thể cõng cô ta vào được. Ông ta phẩy tay. Vậy được rồi, đưa cô ta đi đi. Làm cho nhanh gọn, sạch sẽ, đừng để bọn nó phát hiện ra bất cứ gì, nghe chưa? Vâng, tôi hiểu, ông chủ. Hắn mở xe bước xuống, đi vòng qua bên cửa chỗ Yến ngồi. Mở cửa xe nắm tóc giật ra sau. Hắn muốn kiểm tra xem cô còn sống hay đã chết. Nhìn vào gương mặt dập nát bè bét máu của Yến cũng khiến đôi cánh tay xăm trổ san sắc kia chùn lại. Vì một lý do nào đó, hắn lại xoay người. Cầm hai cánh tay Yến xốc cô lên lưng mình. Hì hục mãi, cuối cùng cũng nhấc nổi cơ thể Yến nằm gọn trên lưng. Hắn dùng chân gạt cửa xe cho kín. Đầu ngoảnh hai bên thám thính xem có ai nhìn thấy mình hay không. Đứng yên một lúc thấy nơi đây khá an toàn. Hắn mới nhanh chân vọt qua bên đường, dần đi khuất trong màn đêm đen đặc. Lão Bách dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta rút chiếc khăn tay trong túi quần lên, lau vết máu còn dính trên đầu cây búa. Miệng lầm rầm ngân nga câu hát. Tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Ông ta giơ cây búa lên ngang mặt, tự nói với chính mình. Thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, ẩn sau cái khuôn mặt tri thức này lại là một con quỷ khát máu đội lốt người. Cất cây búa sau lưng, ông ta cười khẩy, ngồi ngả lưng ra sau thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền, nhớ tới câu thơ trong bài hát Đêm Tĩnh Lặng mà ông ta rất thích. Đêm tĩnh lặng như dòng sông chảy qua nhiều bờ bến, em đi qua khắp nẻo gian trần. Đêm tĩnh lặng em thắp hồng ngọn nến để nhớ anh và yêu anh thật gần. Như thời gian trôi qua nhiều thời vận, em đi qua ngàn nẻo lạ lùng. Ôi, cô gái bé nhỏ của anh, giờ này em nơi đâu? Gã kia đi thật nhanh trong đêm tối, mò mẫm tìm đường tiếp cận vào căn nhà gỗ. Căn nhà này cũng chính là nơi Vũ đày đọa hạ. Từ đó đến nay vẫn để trống. Màn đêm buông xuống làm cho cảnh vật nơi đây quá đỗi yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân lẹt xẹt đạp lên những chiếc khô nằm dưới đất và tiếng gió hú bên tai. Ngoài ra không nghe nổi một tiếng động nào khác. Đi tầm gần 20 phút, cuối cùng căn nhà gỗ cũng hiện ra trước mắt. Hắn khựng chân, căng mắt nhìn chằm chằm vào trong. Biết nơi đây không một bóng người, hắn mới yên tâm đi tiếp. Hắn thở hồng hộc như trâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như tắm. Đặt đến nằm xuống hiên nhà, hắn bước lại trước cánh cửa gỗ. Thấy cửa bị khóa chặt, không có cách nào đưa Yến vào trong. Mẹ kiếp, lại quên mang kìm theo rồi. Làm sao đưa ả vào trong được bây giờ? Chết tiệt. Hắn lèm bèm chửi. Vừa quay lại đã thấy Yến bỏ ra tới vườn. Giọng cô yếu ớt câu được câu mất. Cứu! Cứu! Cứu với! Cứu tôi! Hai bàn tay nhuốm máu run rẩy bấu chặt xuống mặt đất. Máu trên mặt lâu lâu rớt xuống lộp độp. Mày chưa chết à con khốn? Gã lao tới, tiện tay lượm hòn đá trước mặt, phăng phăng đi đến khom người nắm tóc Yến kéo lại, giơ hòn đá lên quá đỉnh đầu, gằn giọng chỉ chết. Con khốn, mày phải chết. Lúc hắn định giáng cả cái hòn đá kia vào mặt và đầu Yến, thì đột nhiên phía đằng xa có ánh đèn pin hắt lại, ngày một gần.
Hắn cúi xuống nhìn gương mặt bầm dập của cô thêm một lần nữa, cảm nhận sự sống trong cô không còn thì mới chịu buông tay bỏ chạy. Tiếng bước chân của gã vang dội khiến cho người cầm cây đèn pin không khỏi giật mình, xoay qua nơi phát ra tiếng động quát. Ai đấy? Người ấy là Vũ. Anh chỉ kịp nhìn thấy đôi chân gã chạy thật nhanh, trốn mất dạng sau những bụi cây rậm rạp. Vũ quát thêm lần nữa. Ai đấy? Đứng lại. Ánh đèn pin của cậu không đủ chiếu ra xa, bóng người kia đã kịp biến mất. Nghĩ có chuyện gì đó không ổn, Vũ tiến lại căn nhà kiểm tra mọi thứ. Mục đích anh tới đây chỉ muốn tìm Hạ. Cô ấy vẫn bật vô âm tín kể từ lúc anh trở về nhà. Bước chân Vũ khựng lại, phía trước có ai đó nằm bất động dưới đất ngay lối vào nhà mình. Dường như bước chân Vũ chậm chạp hơn, có phần nặng trĩu, song vẫn cố nhích từng bước. Vũ lên tiếng hỏi. Ai kia? Ai nằm bên kia? Mau mau lên tiếng. Nửa đêm vào nhà tôi có chuyện gì? Người đó nằm im thin thít không đáp. Vũ móc điện thoại gọi Đạt đến, đồng thời gọi cho cậu bạn làm cảnh sát hình sự dưới thị trấn. Vũ quả quyết chắc chắn người kia đã chết, vẫn là phải báo án trước đã. Xong muốn làm gì thì làm. Báo án xong, Vũ tiến lại gần hơn. Sự lì lợm của một người đàn ông từng trải khi gặp mấy chuyện này không làm anh sợ hãi, chỉ là hơi bất ngờ khi thấy có người nằm đây chết. Vũ ngồi xổm xuống, lay bả vai người kia gọi dậy. Anh nhận ra đây là một cô gái. Thoạt đầu Vũ hoang mang lắm, suy nghĩ cô gái này là Hạ. Đã có lúc suy nghĩ ấy lóe lên tâm trí của cậu. Loay hoay một lúc, cậu vật cô gái kia ra, vừa lật vừa cầu trời khấn Phật cô gái này không phải là Hạ. Một gương mặt biến dạng đập vào mắt cậu. Vũ hoảng hốt buông thõng đôi tay, lảo đảo sợ hãi lết lại vài bước theo quán tính. Thịch, đây không phải lần đầu tiên Vũ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, song mặt mũi biến dạng đến nỗi nhận không ra như thế này thì đây là lần đầu tiên anh gặp. Tim cậu đập thình thịch, tưởng đầu cô ấy chết rồi, cho đến khi Vũ nhìn thấy đôi môi cô ấy mấp máy dưới ánh đèn pin phát sáng từ dưới đất. Vũ không sợ nữa, cậu tự trấn an mình, chồm dậy đi tới chỗ cô gái kia, nằm đưa ngón tay vào sát mũi rồi hỏi. Cô còn sống? Ráng lên, tôi đưa cô đi bệnh viện. Nói xong cậu móc điện thoại trong túi hối Đạt. Cậu lái xe đến đây nhanh lên, có người bị thương rất nặng ở căn nhà gỗ của tôi ấy. Nói đến đây Vũ chững lại, bàn tay dính máu và đất cáu bẩn của cô gái nắm chặt lấy cổ tay Vũ, gồng người lên cố dặn hai từ. Bách, bách, rồi ngất liệm. Này cô ơi, cố gắng lên, xe đang tới rồi, chúng tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện. Hai tay Yến buông thõng, nhịp thở dường như không còn, không biết còn sống hay đã chết. Gã huỳnh huỵch chạy ra xe dừng lại, tay chống đầu gối cúi người thở hồng hộc. Thì thoảng lại đứng dậy ngoảnh lại nhìn phía sau, thấy ánh đèn không hắt lại nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi, mẹ kiếp, hắn làm nhảm. Mọi chuyện xong cả rồi chứ? Lão Bách ngồi trên xe hỏi. Vâng, thưa ông chủ, có điều chưa kịp gài bẫy thằng Vũ đã có kẻ phát hiện, làm tôi phải tháo chạy thoát thân. Ông ta chau mày suy nghĩ, thở hắt ra một hơi hỏi. Hắn có nắm được thóp gì không? Cần thiết ngày mai mày tạm thời rời khỏi thành phố này ít bữa, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về. Hắn nổ máy nói với lão Bách. Ông chủ yên tâm, mọi thứ ổn cả. Tôi đeo bao tay pin, chắc chắn bọn cảnh sát có điều tra cũng không phát hiện ra điều gì. Ờ, như vậy thì tốt. Còn bây giờ cậu đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe, lão Bách dặn gã đàn em thêm mấy việc. Họ không phải giết người lần đầu nên tâm trạng tỏ ra rất bình thường, một chút sợ hãi cũng không có. Chiếc xe này, xe do chính tay gã lái xe chà rửa sạch vết máu thay vì đưa nó ra tiệm. Thì đứng trên lầu nhìn xuống cổng, cô thấy ba mình về liền tỏ ra mừng rỡ. Ánh mắt hoang mang này đã rực rỡ trở lại. Chỉ cần nhìn tướng đi của cha mình và không thấy cô tình nhân của ba đâu nữa. Thúy đoán ra ngay mọi chuyện đã được ông ấy lo liệu. Bố từ bệnh viện về nhà khi trời vừa rạng sáng. Một đêm trôi qua với biết bao nhiêu cảm xúc biến động. Khi nãy Miền gọi báo Hạ đã về nhà, Vũ nghe xong bớt lo lắng đi phần nào. Hạ ngồi ngủ gục trên bàn chờ Vũ. Cô lo lắng cho Vũ không kém gì Vũ lo lắng cho cô. Biết Vũ đi tìm mình
cô ngồi đây chờ anh về cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến. Vũ đặt bàn tay ấm áp lên vai cô, Hạ giật mình choàng tỉnh. Cô nhìn Vũ chân chân, sốt sáng hỏi. Anh ổn chứ? Anh đi đâu cả đêm? Vũ mỉm cười, không biết Hạ đang lo cho mình hay cô đang ghen. Nếu anh nói đi với cô khác, em có ghen không? Hạ nhăn mặt đáp. Tùy anh thôi, tôi không bận tâm. Như vậy là em cũng ghen có đúng không? Cô gạt cánh tay của Vũ ra khỏi người mình, đứng dậy mở tủ lấy bộ quần áo sạch hối Vũ đi tắm. Người ngợm anh toàn mồ hôi, lại còn dính vì đó đỏ như máu. Sau khi xem kỹ, cô mới phát hiện ra đó là vết máu thật. Hạ chỉ tay vào vết máu dính trên áo, cô vặn hỏi. Đây là máu? Trời ơi, anh bị thương ở đâu? Đưa đây tôi xem. Nói đoạn cô vạch tìm khắp người Vũ, xem anh có bị thương không mà có máu dính trên áo. Vũ nắm tay kéo cô vào lòng, thở hắt ra vỗ về Hạ rồi nói. Anh không sao, em lo lắng cho anh vui lắm. Nhưng Hạ, em có thể đừng sống vì người khác quá nhiều có được không? Em hãy yêu bản thân mình trước đã, đừng sống vì ai cả, bởi họ không đáng. Anh không sao thật chứ? Áo anh có vết máu. Ừ, anh không sao. Chỉ là gặp người bị tai nạn nên đưa họ đi cấp cứu thôi. Em đừng lo. Người đó sao rồi? Vũ im lặng một lúc đáp gọn lọn. Họ chết rồi do vết thương quá nặng. Giọng Vũ hơi buồn, giống như anh đang tự dằn vặt bản thân mình vì không cứu được người ta. Sau nghe những lời nói đó, cô lại thấy vui trong lòng. Ít ra cô thấy Vũ thay đổi hẳn sau hôm anh ta hành hạ cô. Bây giờ tỏ ra là một người chồng tốt, mẫu mực. Hạ khẽ gật đầu, mỉm nụ cười nhẹ khiến Vũ say đắm. Vũ bảo cô đi ngủ trước. Tắm xong anh còn qua gian phòng phía tây, cất cây súng săn. Chờ gần về sáng, cảnh vật thoáng đãng hẳn. Màn đêm nhạt dần, bắt đầu nhường chỗ cho ngày mới. Vũ cầm cây súng trên tay. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Trâm. Cô đứng ngoài hành lang chờ anh không biết từ khi nào. Cô đứng đây làm gì? Chờ gần sáng còn không mau về phòng ngủ. Trầm móng nghẹo bước đến, chiếc đầm ngủ trên người mỏng đến nỗi nhìn xuyên thấu nội y bên trong. Cặp ngực căng cứng nhấp nhô sau lớp áo mỏng, khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng phải nóng mặt. Còn Vũ thì không. Trầm đưa bàn tay mềm mại xoa ngực Vũ, làm mấy động tác gợi tình thì thầm vào tai anh. Đi theo em, anh sẽ có những phút giây tuyệt vời. Tin em đi Vũ à? Thế nhưng, vừa đặt tay lên người Vũ, đã bị anh gạt phát ra, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói. Một bức vẽ khỏa thân, thì đó là nghệ thuật. Còn một cô gái vứt bỏ đi liêm sỉ, lòng tự tôn của mình, chút bỏ xiêm y trước mặt một người đàn ông, thì họ là những cô gái hư hỏng. Mà đã hư hỏng thì không phải gu của tôi. Chắc cô hiểu ý tôi nói chứ? Lần sau, nếu còn hành sự kiểu này thì mời cô đi cho. Nhà này không có chỗ cho những cái xấu. Trầm nghe quá quê, mặt đỏ lên vì thẹn. Nói xong Vũ bỏ đi, đưa cây súng vác lên vai không thèm ngoảnh lại nhìn Trầm lấy một cái. Trầm đứng chôn chân tại chỗ, tức giận khi bị Vũ lăng mạ. Cô ta không chịu bỏ cuộc, bèn nói với theo. Nếu em nói nhỏ Hạ chỉ là cô dâu giả, anh có tin không? Vũ khựng chân, mắt nhìn về phía trước, hừ lạnh một tiếng rồi bảo. Tôi khuyên cô, nếu còn một chút tự tôn thì đừng nói bất cứ điều gì hết, bởi nó càng làm xấu đi nhân phẩm của cô, không đáng một xu. Anh... Vũ cười nhếch môi đi tiếp, Trầm đứng phía sau dậm chân dậm cẳng tại chỗ, gào thét ầm ĩ. Trầm vỏ đầu làm mái tóc rối như tổ quả. Xong cố nén cơn tức giận xuống tự nhủ bản thân. Sẽ có ngày anh phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tình yêu và sự tha thứ. Cô ta dậm dật bước vào phòng, chút giận bằng cách ném hết gối trên giường xuống đất, miệng gầm lên. Rồi anh sẽ phải hối hận khi đã đối xử với tôi như vậy. Bà Sáu đứng trên cầu thang nhìn xuống, chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi của Vũ và Trâm. Vẻ mặt lạnh tanh không bộc lộ cảm xúc, chậm rãi bước lên lầu. Bà chủ, có con mồi ngon đang ở trong nhà chúng ta. Nếu bà muốn tôi sẽ... Bà Thi giơ tay cản lại lời của bà Sáu,
nở một nụ cười quái dị, chậm rãi đáp. Vội gì, tôi luôn muốn là người đi săn, phải để bọn chúng sống trong nỗi sợ hãi. Chỉ có như vậy, cuộc đi săn mới trở nên thú vị. Bà Sáu cúi người giọng kính cẩn. Vâng, thưa bà chủ, tôi hiểu ý bà rồi ạ. Sau câu nói, căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, dường như không nghe thêm bất cứ một tiếng động nào phát ra. Bà Sáu quay lưng đi, một cánh tay đen thui từ trong gầm giường vươn dài đuổi theo bước chân của bà Sáu, tính chộp lấy cổ chân bà ta kéo lại. Bất thình lình, bà Sáu khựng chân, đánh nửa mặt quay lại nhìn phía sau. Thế nhưng không có ai cả. Bà ta nhíu cặp lông mày suy nghĩ gì đó rồi đi tiếp. Tiếng bản lề cửa kêu kèn kẹt, giống như cánh cửa mục lâu ngày mới có người mở, vang vọng. Bà Sáu khép hai cánh cửa cho chặt, đứng lặng, trong giây lát nhìn vào trong thở dài. Bà theo hầu bà chủ đã mấy chục năm, từ khi mái tóc còn xanh đen cho đến khi mái tóc bạc gần hết đầu, vẫn một lòng trung thành. Một đêm đầy biến động trôi qua, Thúy thức dậy khi mặt trời đã lên cao đứng bóng. Tiếng nhỏ nhi bên ngoài cửa vọng vào thúc giục. Cô chủ, ông chủ mời cô xuống ăn sáng, còn dặn cô nhanh nhanh lên ạ. Thúy nói với ra ngoài, giọng ngái ngủ. Được rồi, nói ba tao xuống liền. Một lúc sau, Thúy xuống nhà đã thấy ba mình ngồi đợi trên bàn ăn. Sáng nay có vẻ như nhỏ nhi siêng hơn mọi bữa, nấu hẳn nồi cháo gà thơm phức, lại còn đĩa bánh quẩy mà Thúy rất thích. Lâu lắm cô mới được ăn chúng. Ông Bách nhìn con gái, điềm đạm nói. Con ăn đi, rồi đi làm cho ba một việc. Thúy đang đưa cây quẩy lên miệng cắn, nghe cha mình nói cô thả nó xuống chén, nhìn chăm chăm ba mình ngờ vực hỏi. Nó quan trọng không ba? Sao nhìn sắc mặt ba có vẻ căng thẳng? Ông Bách buông đôi đũa, khoanh tay trên bàn, nhìn nhỏ nhi hất hàm cho nó lùi xuống. Đợi nhi đi khuất, ông ấy nhỏ giọng nói. Chuyến hàng này, bà đã tâm đắc từ rất lâu, đặt cả mạng sống, tâm huyết cũng như tiền bạc vào nó. Nếu chót lọt thì khỏi phải nói, ngày tháng sau này của hai ba con mình chỉ cần rung đùi hưởng thụ. Thúy im lặng giây lát, ngập ngừng hỏi. Thế còn trường hợp xấu xảy ra thì sao ạ? Câu hỏi này xoáy sâu vào lòng ông Bách. Nó cũng là nỗi trăn trở bao lâu nay của ông ấy. Đương nhiên, con đường lùi an toàn cho bản thân, ông ta đã tính toán cả rồi. Song nó vẫn đè nặng tâm trí ông, ngay cả khi ngủ. Con yên tâm, cha đã tính toán cả rồi. Nếu mọi sự thất bại thì mình cha chịu trách nhiệm. Tài sản không may bị tịch thu, con hãy về quê tìm cô con. Cô ấy sẽ sắp xếp cho con ổn thỏa. Bà để lại cho con không ít tài sản gửi gắm cho cô ruột con giữ. Chỉ cần con an toàn, cô ấy sẽ chu toàn mọi thứ. Thúy nắm tay bà mình, lắc lắc. Không, con muốn bà luôn ở bên cạnh con. Bà sẽ là người dắt con vào lễ cưới. Mẹ đã không còn, con không muốn đám cưới của mình vắng luôn cả ba. Ông Bách vỗ vào tay Thúy trấn an. Nhìn con kìa, sao hôm nay con nói chuyện nghe trưởng thành rất nhiều. Bà luôn mong con như vậy. Sau này bớt cái tính kiêu căng ỷ lại đi, con sẽ thấy mình lớn hơn. Nếu con muốn bà luôn bên cạnh con thì hãy giúp bà một chuyện. Thúy không đắn đo liền gật đầu. Vâng, bà muốn con làm gì cứ nói, con sẽ cố hết sức. Ông Bách ké sát vào tai Thúy thì thầm. Con tới nhà thằng Vũ, đeo bám nó nguyên ngày hôm nay cho bà. Phải nhớ, nó ở đâu con ở đó, đừng để lạc nó dù chỉ là một bước. Đơn giản vậy sao ba? Ừ. Thằng Vũ và gã bạn cảnh sát hình sự của nó đang bắt tay điều tra bà. Chúng luôn tìm mọi cách chờ ba sơ hở sẽ nắm thóp tống ba vào tù. Chỉ cần con theo sát thằng Vũ ngày hôm nay, để nó không có cơ hội tiếp ứng cho đồng bọn là được. Thằng đấy đáng sợ hơn cả đám cảnh sát bù nhìn ngoài kia. Thúy nhận nhiệm vụ của ba mình, ăn sáng xong thay bộ đồ đẹp nhất, lái xe đến nhà Vũ. Trên cao nguyên xanh này, tiết trời quanh năm khác với thành phố. Cái lạnh nơi đây khiến cho nhiều người không chịu nổi. Đó là cái lạnh lẽo ẩm ướt quấn riết vào da thịt, luồn lách qua từng lỗ chân lông, thấu đến xương tủy. Thành phố bây giờ có lẽ mặt trời đã nắng rát, vì suốt mấy ngày nay tin tức báo nắng khô hạn. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ấm khiến Trầm nhớ nhà da diết. Cô thèm cảm giác mặc những bộ cánh mỏng manh, gợi cảm,
tung tăng khắp những con phố sầm uất ăn uống mua sắm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám sương mai còn bám trắng trên những tán lá cây, lại rít lên trong miệng. Lạnh thật. Chiếc xế hộp từ ngoài cổng chạy vào, lượn quanh sân vài vòng mới chịu dừng lại. Thúy mở cửa xe bước xuống, hất mái tóc bồng bềnh sang một bên, để lộ một đôi mắt long lanh trong suốt, hai hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt biết cười nhìn liếc qua Vũ, dường như đang cố ý chọc tức Hạ. Cô ấy lại tới. Ừ. Tiếng đáp chậm chậm trong cổ họng. Thúy rảo bước nhanh hơn, mặc dù đôi giày cao gót dưới chân không cho phép điều đó, song nó vẫn không làm Thúy bận tâm. Đi gần đến nơi, cô hất hẳn mái tóc ra phía sau, mỉm cười nhìn Vũ một cách tỉnh tứ. Trong ánh mắt trào dâng một tia phấn khích, xen lẫn hiếu chiến không thể kiềm nén. Thúy dừng lại trước mặt hai người, bước đến cạnh Vũ bấu chặt tay, liếc nhìn Hạ bên cạnh nũng nịu. Anh Vũ, hôm nay em nhờ anh chút chuyện có được không? Không chờ Vũ trả lời, cô ta quay sang vờ hỏi Hạ. Hôm nay tôi mượn anh Vũ một ngày được không cô Hạ? Chắc phải khuya nay mới xong việc, cô Hạ không nhỏ nhen đến nỗi phản đối chứ? Hạ im lặng, sự im lặng lạnh người mà Thúy có thể cảm nhận rất rõ nét. Vũ cười xòa, anh lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Cô Thúy nay tới đây tìm tôi có chuyện gì? Ngày nay tôi bận lắm, không có thời gian cho những việc vô bổ. Thúy bĩu môi chu mỏ đáp. Ôi dào, ngày nào anh Vũ chẳng bận. Em sẽ đưa anh đi xem lô hàng mới nhà em, sau đó chúng ta có thể định giá. Sở dĩ Vũ chịu cười với Thúy vì hàng hóa bên anh gặp chút sự cố, cũng chỉ là thiếu hàng cho chuyến xuất khẩu đầu tiên, mà hàng hóa đủ tiêu chuẩn thì chỉ có cha con ông Bách có. Thế nên Vũ vẫn phải cố tỏ vẻ thân thiện để họ bán hàng cho mình. Chờ tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại. Vũ quay người bước đi, anh sốt sắng hỏi trong điện thoại. Cậu nói thật chứ? Tóm được rồi hả? Tối lắm, mình sẽ đến ngay. Thúy léo đéo theo sau, Hạ biết ý liền nhảy vọt lên trước mặt Thúy, là bộ khen ngợi. Cô Thúy xài kem gì mà nước da cô đẹp và mịn vậy nhỉ? Có thể mách cho tôi biết một chút được không? Thấy Hạ khen, cô ta bắt đầu cao giọng, quên luôn cả nhiệm vụ của mình đến đây bám chặt Vũ. Cô muốn biết thật chứ? Vậy tôi cho cô xem cái này. Bản tính khoe khoang trong người cô ta bắt đầu bùng nổ, móc hết son môi, phấn kẻ mắt, đủ thứ nhét trong cái túi xách chật hẹp, cũng được cô ta lôi ra khoe với Hạ. Hạ mỉm cười, làm bộ gật đầu tò mò kéo dài thời gian cho Vũ nói chuyện điện thoại. Đến khi thấy Vũ leo lên xe nổ máy chạy đi, Hạ mới cảm ơn Thúy quay đi. Vũ đi gấp gáp lắm, còn không kịp dặn vợ. Thúy ngơ ngác nhìn phía sau thấy Vũ đã đi mất hút. Cô ta vội cất hết những thứ trên tay vào túi, miệng làm nhảm. Thôi chết, anh Vũ, anh Vũ ơi, anh Vũ, đợi em với. Cô ta chạy ra xe, thẩm trách hai vợ chồng Hạ Vũ, kẻ tung người hứng, phối hợp quá đối an ý với nhau, cho dù họ không có sự chuẩn bị trước. Đứng lại cho tôi. Cửa xe vừa mở, Thúy chưa kịp bước lên đã bị Trâm kéo lại, tát đốt một cái như trời giáng vào gương mặt khả ái được trang điểm kỹ lưỡng của Thúy. Lực tát khá mạnh, trên má Thúy còn in đậm năm ngón tay của Trâm. Cô ta đưa tay lên xoa mặt, trừng mắt nhìn Trâm rồi quát. Sao cô đánh tôi? Cô có biết tôi là ai ở trên cao nguyên này hay không? Trầm nhếch môi cười thách thức. Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi? Hãy tránh xa anh Vũ ra, nếu như không muốn bị ăn thêm cái tát. Cô... Trầm chỉ tay vào mặt Thúy hăm dọa. Cho dù cô có là lá ngọc cành vàng của cha mình đi chăng nữa, nhưng với tôi cô chả là gì cả. Nếu không nghe lời cảnh báo này, cô sẽ phải hối hận. Hạ thấy tình hình căng thẳng, liền kéo Trâm lùi ra đằng sau, cười xòa nhìn Thúy nói xen vào. Hai người đừng như vậy nữa, nếu muốn chiếm cảm tình với anh Vũ, trước tiên hãy thay đổi bản tính. Thúy vẫn ức cái tát vừa rồi của Trâm, cô ta thề với lòng mình rằng có cơ hội sẽ trả Trâm gấp bội. Thúy bực dọc leo lên xe, tính chạy loanh quanh tìm Vũ, xong một lần nữa cô bị Trâm ngăn cản. Trâm cũng nhanh chân mở cửa xe, cô ta ngồi tựa đầu ra thành ghế rồi nói với Trâm. Chạy xe đi, tôi cũng muốn đi tìm anh Vũ.
Cô điên à? Xuống mau. Hạ cũng khuyên Trâm xuống xe, song cô ta không mảy may để ý đến lời Hạ nói, một hai đòi đi theo Thúy cho bằng được. Bất lực, Hạ đành lên xe cùng họ. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì không mong muốn, cô còn kịp thời ngăn cản. Thúy nổ máy phóng xe đi, cô ta cười thầm trong bụng, ngẫm nghĩ trong đầu. Được thôi, tôi sẽ cho hai người lên thiên đàng. Vũ đến gặp bạn mình đã thấy Sinh ở đó. Hai người đang bàn chuyện gì đó, thấy Vũ đến liền ngoắc tay với anh lại. Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bốn bề toàn là cảnh sát vây kín. Thấy lạ, anh hỏi: ông ta bắt đầu hành động rồi đúng không? Nhưng tôi nghe cô Thúy nói lô hàng này đến cuối tháng mới nhập về cơ mà. Hôm nay mới 14. Sinh vỗ vai cậu bạn, cười bảo: cậu lạ gì tính cha con bọn họ lươn lẹo trăm đường. Cô ta nói vậy để đánh lạc hướng cậu thôi. Vũ gật gù, anh chưa từng tin hai cha con ông Bách xong lợi dụng việc vận chuyển phân bón cho hợp tác xã để buôn lậu thì quả là không ngờ tới. Ông Bách không chỉ là một ông chủ giàu có mà còn làm hội trưởng hợp tác xã, còn Vũ là phó hợp tác xã. Có lẽ ông ta đã tính toán cả, đánh tiếng nhập phân bón về bán rẻ cho bà con bón rẫy, thực chất là muốn mượn danh tiếng lô hàng đi buôn lậu. Mỗi gói hàng trắng sẽ được đóng gói vào trong bao phân, mà phân bón của hợp tác xã nhập về thì ai mà kiểm tra? Chắc ông ta nghĩ vậy. Vũ ậm ừ, đáp: mình biết chứ, chỉ là không ngờ con cáo giả ấy lợi dụng chuyện buôn bán tập thể đi buôn lậu. Cha này tưởng chúng ta là con bù nhìn chắc. Cậu bạn cảnh sát gật đầu: ừ, bọn mình theo dõi lâu lắm mới nắm được thóp lão ta. Chuyến hàng này sẽ đi qua con đường này, vì nó liên quan đến hai cậu nên mình muốn bàn với mọi người một chút. Họ chụm lại bàn tán rì rầm một lúc, rồi cậu bạn cảnh sát bảo Sinh và Vũ đi về. Dự đoán hàng sẽ qua đây lúc buổi trưa nên họ đã di tán người dân tạm thời đi nơi khác, tránh có hỗn chiến đánh nhau đấu súng, giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Lão Bách ung dung ngồi trên bàn uống trà, nhấp từng ngụm. Dường như ông ta không hề lo lắng cho chuyến hàng lần này, bởi nếu có xảy ra chuyện, người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Vũ. Vũ là người đưa ra phương án nhập phân bón nơi khác về bán thiếu cho bà con nơi đây, với mong muốn sau khi thu hoạch mùa màng mới bắt đầu thu tiền phân bón. Đây là giải pháp giúp dân cực hiệu quả đối với những chủ vườn nhỏ, hộ nghèo. Họ không có tiền mua phân bón gốc. Ông ta chỉ là người ký quyết định, chờ cấp trên phê duyệt. Chuyến hàng chót lọt, ông ta êm ấm cả đời. Chẳng may xui rủi cũng tìm cách phủi tay, cho dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến ông ta. Nước đi này, ông ta đã hao tâm lên kế hoạch tới mấy tháng. Thúy chạy xe nhanh như bay trên con đường vắng, thấy Trầm và Hạ ngồi phía sau lắc lư thân mình, miệng la hét kêu dừng lại, mà cô ta cười rũ rượi. Bất ngờ, chiếc xe thắng gấp, làm cả chân và Hạ cúi đầu về phía trước, đập trán vào băng ghế trước mặt, choáng váng, quay cuồng, người lâng lâng như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Hạ lao xuống khỏi xe, cô chạy qua ven đường nôn tốc tháo những thứ mình ăn hồi sáng trong bụng ra ngoài. Mặt mày tái mét, đôi mắt hoa lên loạng choạng xém nước ngất xỉu. Trầm sợ hãi cũng không kém, lần đầu tiên Trầm được trải nghiệm một chuyến phiêu lưu chỉ cách sự sống trong gang tấc. Cô không ngờ tay lái của Thúy lại vững như dân đua xe. Trầm không yếu đuối như Hạ, song cũng bị Thúy hù dọa tới xanh mặt. Thúy nhếch môi cười nhìn Hạ chăm chăm nói: cô còn không lên xe, nếu như không muốn tôi để cô lại. Trông sắc mặt Hạ không được tốt, Thúy lại cảm thấy vui trong lòng. Hạ miễn cưỡng leo lên xe, nói với Thúy: cô chờ chúng tôi về đi, có lẽ giờ này anh Vũ cũng đã về. Cô lừa ai chứ? Cô mới về đây làm vợ anh Vũ gần một tháng, còn tôi chơi với anh ấy từ nhỏ. Nếu nói người hiểu tính cách anh ấy nhất thì phải là tôi. Trầm hử lạnh: thật là tội nghiệp, có người yêu đơn phương anh Vũ từ nhỏ, vậy mà không được đáp lại cảm tình. Xem ra con người cô không một chút thú vị. Cô... Thúy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô ta nổ máy xe, chưa biết phải chở Hạ và Trâm đi đâu để chút giận. Chợt điện thoại đổ chuông. Cô ta sau khi nghe xong điện thoại, tinh thần hoang mang hẳn. Sự kiêu căng hống hách dần biến mất, trong lòng dâng lên cái nỗi sợ hãi hơn bao giờ hết. Hạ nhận ra điều bất thường đó, cô liếc nhìn Trâm, nhưng thấy Trâm không phản ứng gì,
Hạ đành lên tiếng nói ngọt. Cô Thúy, tôi chóng mặt quá, chúng tôi muốn về nghỉ. Thúy lặng thinh một lúc, nắm chặt vô tay lái, nghiến răng nói. Nếu là 5 phút trước, tôi sẽ chở hai cô về, còn bây giờ thì không. Tôi muốn đưa hai cô đến một nơi, đẹp lắm. Có thể nói, đó là thiên đường đẹp nhất trên cao nguyên này. Cô định đưa chúng tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà. Thúy không nói gì, bắt đầu lái xe đi. Ngay từ khi chiếc xe lăn bánh, Hạ Lắc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô âm thầm móc điện thoại ra, lén lút bật định vị, nhắn cho Vũ một tin chớp nhoáng. Em và chị Trâm đang ở trên xe cô Thúy, không biết cô ấy đưa hai chị em đi đâu. Vũ đang lái xe nghe điện thoại có tin nhắn, anh dừng lại đọc và sửng sốt lo lắng. Sáng nay, trước khi đi, Vũ quên dặn Hạ đừng ra khỏi nhà. Phòng lão Bách cày cú cho người bắt cóc. Vũ định gọi cho Hạ, xong lại thôi. Cậu thầm nghĩ, càng những lúc như thế này càng phải bình tâm trở lại. Như vậy mới giải quyết được mọi vấn đề. Suy nghĩ một lúc, Vũ nhắn lại cho Hạ. Em tắt chuông điện thoại đi, tất cả phần tin nhắn. Bật định vị lên, anh sẽ dò lối đi và tìm em. Nghe lời anh, bình tĩnh, đừng tỏ sợ hãi. Anh hứa sẽ đưa em về an toàn. Lúc tin nhắn của Vũ đến, may mà Thúy đang đeo dây phone nghe điện thoại. Hạ âm thầm làm theo, chỉ để chế độ rung mỗi khi có cuộc gọi hay tin nhắn tới. Trâm không hề lo lắng gì, tâm trạng cô đang chán nản khi phải sống ở một nơi cằn cỗi như thế này, nên đang cần tìm chỗ để đi chơi. Sau khi nghe Thúy nói sẽ đưa mình tới thiên đường, Trâm lại nghĩ nó đẹp lắm, náo nhiệt đông người, giống như lời Thúy vừa nói. Nơi sắp đến là thiên đường đẹp nhất cao nguyên này. Ông Bách ngồi ăn trưa trong nhà, thấy xe của Thúy đậu trước sân, liền buông đôi đũa, ngạc nhiên khi thấy cô về giờ này. Tưởng đâu cả ngày nay Thúy sẽ giữ chân Vũ, mà không, bên cạnh Thúy còn có hai cô gái xinh đẹp. Sao con về giờ này? Không phải con đang... Thúy nhanh chân bước đến trước mặt ông ta, ghé sát tay thì thầm gì đó, vẻ mặt lo lắng. Ông Bách nghe xong gật đầu, hô lớn một tiếng ra lệnh. Mấy người, đưa họ xuống nhà kho trước đi, cho ăn uống đầy đủ. Không, chúng tôi muốn về nhà, thả chúng tôi ra. Hạ sợ hãi hỏi. Mấy người là ai? Sao dám bắt nhốt chúng tôi? Trầm hoảng hốt kêu lên. Thúy trợn mắt quát. Còn không mau đưa họ đi, canh giữ cho cẩn thận, đừng để đứa nào chạy thoát. Lời Thúy vừa dứt, bốn gã đàn em đứng ngoài cửa xông vào, lao nhanh đến bên cạnh Hạ và Trâm khóa tay họ, kéo xuống khu tầng hầm giam giữ. Nơi đây cũng chính là nơi Thúy đã hành hạ hai gã sát thủ cho đến chết. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai cha con ông Bách. Bấy giờ ông ta mới hỏi Thúy. Con nói đi, con nghe chuyện này từ ai? Có chính xác không? Nếu không đúng sự thật mà con bắt cóc vợ thằng Vũ về đây, e là lại lớn chuyện. Thúy xua tay quả quyết. Con dám chắc tin này đúng sự thật. Hắn nằm bụng cho con lâu rồi, không thể có chuyện nhầm lẫn. Lão Bách ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy ăn uống không còn ngon miệng. Ông ta đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Thúy, lo lắng bảo. Chết tiệt, nếu cô ta chưa chết mà khai ra chúng ta, thì e rằng lành ít dữ nhiều. Con điên này nó sống dai thật, không ngờ nó bị thương nặng vậy mà vẫn còn sống. Vậy bây giờ mình tính sao đây ba? Từ từ để ba nghĩ cách, đợi chuyến hàng chót lọt thì sợ gì thằng nào. Con nhỏ kia, ba sẽ cho người đi điều tra xem bọn họ giấu nó ở đâu. Nó sẽ phải chết. Ba định cho người đi giết cô ta bịt đầu mối. Nhưng mà con... Ai cũng biết con chở hai người bọn họ đi. Ngộ nhớ anh Vũ biết họ mất tích thì con cũng tiêu luôn bà. Đây cũng chính là nỗi bận tâm của ông ta. Chuyện này xem ra ngày một phức tạp, càng liên quan đến nhiều người thì càng rắc rối. Suy nghĩ một lúc, ông ta thở hắt ra một hơi, nói với Thúy. Trước mắt cũng chỉ còn cách này mà thôi. Bà sẽ cho người lái chiếc xe của con đi nơi khác, đánh lạc hướng bọn chúng. Tạm thời, con phải lánh mặt không được phép gặp bất cứ người nào cho đến khi bà thu xếp ổn thỏa. Thúy vẫn lo lắng, chưa yên tâm kế hoạch này, liền hỏi lại. Vậy còn bọn họ? Hay là... Ông Bách giơ tay cản lời của Thúy, trong mày suy nghĩ một lúc sau mới nói.
Không được, chưa đến lúc. Phải giữ bọn họ lại làm lá chắn, phòng khi đám người của thằng Vũ tới kiếm chuyện. Khi đó con tin đang nằm trong chúng ta, để xem bọn họ làm được gì. Thúy nở nụ cười đắc ý, cô ta khoác vai cha mình khen ngợi. Ba, không ngờ ba của con lại thông minh tài giỏi đến vậy. Con rất ngưỡng mộ ba. Họ chưa kịp ăn mừng, điện thoại của ông Bách bỗng đổ chuông, nụ cười trên môi tắt ngấm, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Có chuyện gì? Nói mau đi. Bên kia đầu dây, giọng nói gấp gáp vọng tới. Ông chủ, bình tĩnh nghe tôi nói. Toàn bộ hàng hóa của chúng ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Không hiểu vì sao bọn họ lại biết chúng ta giấu ma túy vào trong bao phân. Mất cả rồi ông chủ ạ. May mắn lắm tôi mới chạy thoát báo cho ông chủ một tiếng. Xin phép ông chủ cho tôi trốn khỏi đây ít bữa. Ông chủ nhớ bảo trọng. Báo tình hình xong, gã kia cúp máy bỏ đi. Lão Bách làm rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Ông ta lảo đảo đi qua bên ghế, ngồi vò đầu bứt tai. Ba, có chuyện gì hả ba? Lão Bách lắc đầu nói với Thúy. Mau, trốn vào đấy ở tạm đi con, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về. Nhưng có chuyện gì mới được à? Con sẽ không đi đâu hết nếu như không có ba đi cùng. Lão Bách nắm tay Thúy dặn. Con gái, nghe bà nói, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cảnh sát đang trên đường đến đây bắt ba. Con phải đi ngay bây giờ, đám thằng quân sẽ đưa con vào nơi an toàn, ở đó bà đã chuẩn bị tất cả. Nói đoạn, ông ta gọi đám đàn em thân cận, bảo đưa Thúy đi ngay kẻo không kịp. Thúy một hai đòi đưa Hạ và Trâm cùng đi, cô ta quyết giữ họ bên cạnh chịu khổ cùng mình. Đến nước này, lão Bách đành chấp nhận yêu cầu này. Mặc dù biết đi đông rất dễ bị phát hiện, thế nhưng lão ta vẫn chiều lòng con gái. Quân, mau đưa cô chủ đi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở đó, nhớ bảo vệ nó. Đứa con gái kia nếu vướng chân vướng tay cứ khử chúng đi cho tôi. À mà, đừng để cô chủ biết, nếu không nó khó chấp nhận chuyện này. Gã kia cúi đầu đáp. Vâng, thưa ông chủ. Họ lôi Hạ và Châm đi, cả hai phản đối liền bị họ tấn công đánh vào đầu. Một gã có vẻ hơi nặng tay, dùng khúc gậy gỗ đập bốc cái vào đầu Hạ. Cô hoa mắt nhìn bóng dáng gã đứng trước mặt mình mà tách ra đến hai ba bóng. Đôi mắt mơ màng thấy bóng hắn lướt qua lướt lại phía trước, phất phơ nhanh như gió. Họ dìu cô đi vào rẫy, ánh mắt khi trông thấy rõ khi không. Lâu lâu nhìn thấy phía xa xăm núi non chập trùng uốn lượn, ôm quanh mình những dãy cây xanh tốt tùm. Con người trở nên nhỏ bé hẳn dưới những tán cây rậm rạp. Đi nhanh đi, nếu không đừng trách. Lũ khốn, thả tao ra. Bên tai cô vẫn nghe thấy giọng nói của Trâm và của gã đàn em vang vọng. Phía trước con đường họ đưa cô đi có một vài cành cây đang chĩa ra, đập vào mặt nghe đau rát. Bên má cô thoáng chốc bị những vết đập ấy làm cho lửng đỏ. Hạ liệm đi, chẳng biết họ đưa mình đến phương trời nào. Hai mắt từ từ khép lại, phó mặc số phận cho trời định đoạt. Hoàng hôn buông chút nắng tàn cuối ngày, bóng cây bao phủ xung quanh căn biệt thự làm cho khung cảnh dần trở nên ảm đạm. Ông Bách ngồi trên chiếc mây bật ngửa ra đằng sau, miệng đít tẩu thuốc phả ra những làn khói trắng mong manh như những đám mây bay lơ lửng trên không trung rồi tan biến. Nhị đứng bên ngoài cửa không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc tâm trạng của ông chủ. Lần đầu tiên nó thấy ông Bách ngồi im lặng suốt nhiều giờ đồng hồ mà không lên tiếng. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong chính ngôi nhà này. Nhìn lặng lặng đi xuống bếp, cô đã dọn sẵn bữa ăn tối trên bàn. Nhìn mâm cơm, cô chỉ biết thở dài, đậy ký thức ăn rồi quay đi. Nhi, mày làm cho nhà ông bao lâu rồi? Tiếng ông Bách đột ngột vang lên, khiến Nhi giật mình, quay lại nhìn ông ta, khẽ gật đầu đáp. Dạ, gần 6 năm rồi ạ. Có khi nào ông bạc đãi mày chưa? Nhi lắc đầu. Dạ, chưa. Mày hứa với ông chuyện này nha. Nhi rất sợ, xong nó vẫn gật đầu. Dạ. Ông Bách đứng bước xuống khỏi chiếc ghế, đi tới chiếc tủ gỗ mở ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp, đặt trên bàn và dặn. Đi đi, mang theo nó. Về quê hay đi đâu cũng được.
ông tặng cho mà làm vốn. Chỉ mong sau khi ông chết, mày đưa xác ông chôn cạnh mộ bà chủ. Không mong mày đến thắp nhang cho ông bà hàng tháng, chỉ mong lễ Tết có ít hương hoa cho khỏi lạnh lẽo là được. Nhi quỳ mọp xuống đất, lại ông ta ba lạy, nước mắt lưng tròng lưu luyến không lỡ bỏ đi. Cô biết ông Bách tàn ác với nhiều người, song đối xử với cô rất tử tế. Điều đó làm Nhi cảm phục ông Bách, một lòng trung thành với ông ấy. Cô gạt nước mắt nói với ông Bách. Ông chủ, xin ông đừng đuổi con đi, con ở đây chờ ông, chờ cô chủ về. Ông Bách xua tay lắc đầu. Muộn rồi, vì quá tham lam nên ta đã làm nhiều việc không tốt. Về phần tiểu thư, ta đã lo xong. Chỉ có điều con bé sẽ không tiện đi lại lo nhang khói. Ta đành nhờ cô. Nếu cảnh sát có hỏi thì nói bản thân không gì hết, cô sẽ không bị liên lụy. Còn bây giờ đem nó đi ngay đi. Khi cảnh sát đến nơi, nơi này sẽ bị phong tỏa, tài sản sẽ bị tịch thu, muốn lấy gì cũng không đem đi được. Nghe xong, Nhi vội nói. Nhưng mà ông chủ à... Thôi, đi đi, đây là lệnh của tôi. Nhi cầm theo hộp vàng cùng rất nhiều tài sản quý giá nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Không chỉ có chiếc hộp, ông Bách còn đưa cho Nhi hết số tiền mặt có trong nhà. Tổng giá trị cộng lại đủ cho Nhi sống yên ấm một đời. Cô bước ra đến ngoài cổng thì dừng lại, ngoái đầu nhìn căn biệt thự gắn bó bao lâu nay với mình lần cuối. Nước mắt khẽ rơi, tiếc nuối. Nhi quay người bước đi, đồ đạc không có gì ngoài vài bộ quần áo gom vội và số tiền vàng ông Bách đưa cho. Tất cả được Nhi cất trong chiếc vali kéo. Ông Bách đứng trông theo bóng dáng của Nhi cho tới khi nó khuất bóng mới chịu quay vào. Một mình ngồi trên mâm cơm lòng dạ buồn bã. Nhớ con gái, ông Bách lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia Thúy báo vẫn an toàn. Ông ấy mới yên tâm dùng bữa. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của ông ấy trong căn nhà đẹp đẽ của mình. Thế nhưng, cổ họng ông ta lại nghẹn đắng, không tài nào nuốt nổi. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đằng xa phòng đến. Ông ta không tỏ ra ngạc nhiên cũng không sợ hãi. Thái độ rất đối điềm tĩnh. Thời khắc này, ông ta đã chờ từ trưa đến giờ. Phải rồi, chỉ cần Thúy an toàn, cho dù phải nhận hết tội danh về mình, ông ấy cũng cam tâm. Cảnh sát vây kín căn biệt thự, mấy chiếc giường ngoài cổng. Căn nhà rực ánh đèn tỏa ra, nhìn nó như một cung điện nguy nga tráng lệ. Ông Bách ngồi im trên bàn làm việc, lắng nghe từng nhịp bước chân chạy dồn dập xung quanh nhà, đang ngày một tiến sát về phía mình. Đột nhiên, ông ta nở nụ cười nhạt, đặt lá thư thú tội lên bàn, tay kia mở ngăn kéo rút ra khẩu súng ngắn mà ông ta tàng trữ trái phép đưa nó lên đầu. Tay run run chờ cảnh sát đến gần hơn, bóp cò. Ông ta tự sát, chết ngay tại chỗ. Một cậu cảnh sát vì quá phẫn nộ với hành động của ông Bách chạy đến thốt lên rằng: Lão già chết tiệt, ông tỉnh dậy đi. Ông làm bao nhiêu chuyện ác định chết đã hết đấy hả? Cơ thể ông ta mềm nhũn gục trên ghế, đầu nghẹo sang một bên, tay chân buông thõng, óc ác và máu văng tung tóe. Lệnh bắt giữ với cảnh sát còn chưa kịp đọc, ông ta đã đi trước một bước. Họ mở thư ra xem bên trong cũng chỉ là lời thú tội. Tất cả mọi chuyện ông ta ôm hết về mình, cô con gái vô tội. Xong, tin hay không thì chỉ có những người thực thi pháp luật mới rõ. Vũ, Sinh và Đạt đi lùng sục khắp căn nhà tìm Hạ và Thúy, nhưng họ không có ở đây. Vì quá lo lắng cho sự an nguy của họ, Vũ đã tìm cậu bạn cảnh sát của mình xin lệnh đi tìm con tin. Anh tin rằng chính Thúy đã bắt và đưa họ đi, định vị trong điện thoại của Hạ cũng dẫn anh đến nơi này. Vũ, cậu đừng quá lo lắng, tôi tin cô Hạ sẽ không sao. Mình lo cho cô ấy quá Sinh ạ. Sinh vỗ tay lên bả vai Vũ rồi hỏi: Chúng ta mất dấu của họ rồi, chắc điện thoại của cô Hạ mất sóng hoặc hết pin. Bây giờ cậu nghĩ xem cô Thúy có thể đi đâu. Cậu chơi thân với cô ta từ nhỏ, chắc phải có một nơi nào đó trong ký ức chứ. Vũ nhèo đôi mắt, anh đang sục sạo lại trí nhớ của mình. Đôi mắt đang mơ màng bỗng lóe lên một tia sáng. Chắc chắn đó là hy vọng cuối cùng. Mình nhớ cách đây không xa lắm có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nó được ông Bách dựng khá lâu, rồi cạnh con suối Mơ Lang. Thúy đã vài lần mời mình đến đó ngắm phong cảnh, câu cá và ăn uống cùng ba cô ấy. Sau này, do công việc quá bận nên mình từ chối hết các lời mời,
không biết cục ta có đến đó không nữa. Sinh gật gù, đi qua đi lại trước mặt Vũ, ngẫm nghĩ một lúc anh nói. Vậy thì phải tới đó một chuyến thôi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chúng ta mau đi thôi ông chủ. Có ta nổi điên lên thì không biết sẽ gây ra thảm họa gì. Cả hai nhìn nhau gật đầu, họ xin một túc cảnh sát đi cùng giải cứu con tin. Đạt là người dẫn đường, tuy anh không biết căn nhà gỗ của ông Bách nằm ở đoạn nào, song lại biết con đường tắt đi đến suối Mơ Lăng. Họ rẽ màn đêm u tối men theo lối mòn trong vườn nhà ông Bách, mang theo biết bao hy vọng. Hạ mở mắt ra, xung quanh vẫn một màu đen thẳm, không biết mình đang ở nơi nào. Ngước lên bầu trời cao vời vợi, cô thấy thấp thoáng sáng lên vầng trăng khuyết. Đoán trời đã tối, nhưng đây là nơi quái quỷ nào. Xung quanh cô toàn là cây cối rậm rạp, màn đêm bao phủ tạo thành không gian u ám đến rợn người. Bỗng, bên kia có tiếng nói khẽ khẽ vang lên. Cô chủ, cô ăn chút gì đi. Đợi trời sáng tôi sẽ cử người về đem lương thực tới. Căn nhà này lâu nay không ai lui đến nên không tích trữ đồ ăn. Tiếng gã đàn em của Thúy xua tan đi bầu không khí im lặng. Hạ nằm im không dám nhúc nhích, cố gắng quan sát xem bọn họ nhốt Trâm ở đâu. Tuyệt nhiên cô không hề nhìn thấy. Vẫn chỉ là màn đêm, tiếng gió rít, tiếng chim cú đi ăn đêm và cả tiếng nước chảy róc rách đâu đây vọng lại. Hình như phía bên kia có suối. Trong thâm tâm Hạ nghĩ vậy, nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song đã bị đám người của Thúy khuấy động, làm mất cái vẻ bình yên vốn có. Thúy bây giờ mới lên tiếng. Tụi mày đi kiểm tra, xem hai con kia xem. Đừng để chúng nó chạy thoát. Mà này, mày gọi báo trong chủ một tiếng, chúng ta đã đến nơi an toàn. Một gã đáp. Nãy tôi gọi mà ông chủ không bắt máy, bây giờ điện thoại lại mất sóng. Còn tối trước đi, tí nữa tôi sẽ gọi lại. Que diêm trên tay gã lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Trong khoảng thời gian phát sáng ngắn ngủi của que diêm, Hạ đã kịp nhìn thấy Trâm. Trâm bị trói vào một gốc cây ngay bên cạnh Thúy. Miệng cô ta bị bọn chúng dán băng keo nên không thể mở lời. Thì ra tất cả ở cùng nhau. Có điều do trời tối nên cô nhìn không rõ. Gã kia thấy cô tỉnh lập tức đi đến, nắm tóc Hạ kéo dậy. Con này tỉnh rồi, bây giờ chúng ta phải xử hai đứa này thôi cô chủ. Được chúng theo khó mà an toàn, chỉ tổ vướng chân tay chúng ta mà thôi. Gã bên cạnh đồng tình, nói xen vào. Thằng này nói phải đấy cô, thủ tiêu tụi nó đi, ném xác xuống suối, giữ chúng bên cạnh chỉ thêm vướng. Thủy liếc nhìn gã cầm đầu như thể đang thăm dò ý kiến cuối cùng của gã. Gã nhìn sang Trâm, liếc Hạ rồi nhìn Thúy gật đầu. Cử bọn họ đi cô, chúng ta đang chạy trốn, không thể đem theo con tin đi cùng. Nhất là đường rừng khó đi, họ đi theo chúng ta sẽ khó mà đi nhanh được. Bỗng, điện thoại trong túi quần của Hạ lóe lên tia sáng báo có cuộc gọi tới. Giữa màn đêm đặc quánh ánh sáng điện thoại phát lên rất dễ nhận ra. Cả đám hướng ánh mắt qua phía Hạ, nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Con này, nó có điện thoại trong người. Mẹ kiếp, chúng mày đâu? Lấy điện thoại qua đây cho tao. Hai gã đi tới móc lấy điện thoại trong túi quần của Hạ. Cô gọi đến là mẹ cô chứ không phải Vũ. Bà Lan gọi cho Trâm không được nên mới phải gọi cho Hạ hỏi thăm. Thúy tức giận, xài người xốc Hạ lên, tát cô một cái như trời sáng vào mặt. Hạ nén cơn đau, cô bị trói tay và bịt miệng thì còn có thể làm được gì. Thúy trợn mắt ngó sắc vào mặt cô rít lên. Còn khốn, mày dám mở định vị. Hạ không thốt lên được, song ánh mắt của cô đã nói lên sự sợ hãi trong lòng. Thúy ném điện thoại xuống đất, giẫm gót giày lên giữa màn hình. Cô ta chút cơn bực tức trong lòng lên chiếc điện thoại. Trong nháy mắt, nó bị bể tan tành. Cô chủ, giết hai đứa nó đi. Cô ta mở định vị ngay từ đầu, và lão Vũ sẽ kéo cả đám cảnh sát tìm ra chỗ này trong sớm mai thôi. Thúy nhếch môi, ngước mặt lên trời cười ha ha. Một lúc sau giọng cười khựng lại, ngó vào mặt Hạ mà rằng: tao thuê con Diệu làm hại mày không thành, mày cao số lắm. Như vậy thì sao nào? Chẳng phải đến cuối cùng mày vẫn rơi vào tay tao sao? Mày tưởng mày thông minh hơn tao chắc? Bật định vị điện thoại chờ người đến cứu. Song có điều, khi họ đến nơi thì chỉ lượm được xác chết thôi. Hạ nhìn cô ta lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ, muốn nói với Thúy gì đó mà đành bất lực. Kỳ thực
Hạ đã lan man nghĩ đến những điều xấu nhất mình sẽ gặp ngay từ khi mình bước chân lên xe của Thúy. Nếu không lo lắng cho Trâm thì cô mãi mãi không bao giờ leo lên chiếc xe đó. Ngay lúc này, cô đang tưởng tượng ra kết cục bi thương của đời mình bằng một cái chết đầy đau đớn. Những hoang tưởng vừa nãy khiến cho cô cảm thấy chập chờn, bởi vậy cô không dám quá kỳ vọng vào sự giải cứu của Vũ và cảnh sát. Hạ không tài nào ngừng suy nghĩ đến những điều ấy, song ánh mắt luôn hướng về phía lối mòn phía trước mặt, như thể vẫn chờ đợi một phép màu đến với mình. Một gã bất ngờ vung con dao lên cao, vết cắt khá ngọt làm cho lọn tóc mai của Hạ rơi lả tả xuống đất. Cả đám ổ lên cười khi chứng kiến cô đang run rẩy sợ hãi. Thao tác dù chỉ là hù dọa, song trong thoáng chốc cô vẫn cảm thấy thần hồn bất định. Hạ nhắm mắt lại để định thần một lát, sau đó từ từ hé mở đôi mi, hai mắt khép hở, giữ ánh nhìn thật thẳng. Nhưng cô không tập trung nhìn thẳng vào Thúy hay đám người của cô ta đang vây quanh mình, mà tập trung nhìn thẳng về phía Trâm, lo cho bà chị gái hở hơn mạng sống của bản thân. Dần dần khoảng cách của bọn chúng với cô siết chặt hơn. Cô như đang bị nhốt trong vòng vây, mà bên ngoài là những con thú dữ đang săn mồi. Lúc này, tưởng chừng cái chết đang đè nặng lên đôi vai mình, thì trong mắt cô, mấy cái bóng đen chuỗi trong đêm có đôi mắt đỏ rực như lửa, bị tách thành 5-6 cái bóng trùng điệp lên nhau, lúc xa lúc gần, cho tới khi nó phóng vút lên cao, đôi chân lơ lửng lao về phía Thúy. Cô chủ, cẩn thận! Gã kia cũng phát hiện ra cái bóng bất thường đó, liền kéo Thúy nằm xuống đất tránh được một cú lực khá mạnh sắp đập vào người. Cả đám nhao nhao mắt đảo tứ phía, tuyệt nhiên lại chẳng nhìn thấy gì. Thúy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vừa lom khom đứng dậy, bàn tay ma quái vươn ra từ bóng đêm giơ quá đỉnh đầu, giáng một động tác dứt khoát cào vào mặt Thúy. Sự chết tôi rồi! Tiếng thét của Thúy sẽ toang màn đêm u tịch. Cô ta ôm mặt ngồi phệt xuống đất rên rỉ. Trong thoáng chốc mặt cô ta chảy đầy máu, đôi tay cũng vì thế mà nhuốm máu đỏ chót. Gã đàn em đứng bên cạnh hốt hoảng lo lắng hỏi: Cô chủ, cô không sao chứ? Mau, mau giết nó đi, giết nó đi, giết, giết! Thúy vươn cánh tay của quạng vào không trung trước mặt, đôi mắt đã bị móng tay của bàn tay vô hình cào ngang qua, con người đã bị rách nát. Trong mắt Thúy bây giờ chỉ có màn đêm, tiếng gió thổi vù vù và giọng ma mị: Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi. Giọng nói ấy sâu thăm thẳm, Thúy nhận ra bọn họ là những vong hồn chết oan dưới tay hai cha con mình. Thì ra họ luôn đi theo coi, chỉ chờ có cơ hội là sẽ ra tay báo thù. Thúy làm nhảm trong miệng, tay khua khoáng loạn xạ: Mấy người đi đi, đi hết đi, cút hết đi, cút đi! Lời cô ta vừa dứt, một cành cây bỗng chốc oằn mình xoài xuống, rương căng như dây cung rồi lao vun vút về phía Thúy, đập những nhát bồm bộp chát chúa vào mặt, khiến Thúy thét lên đau đớn ngã quỵ. Lực đập của cành cây khá nặng làm cho mũi cô ta bị gãy, gương mặt cũng vì thế mà móc méo nát bét, biến dạng. Cô ta nằm thoi thóp dưới đất, trong tâm trí cô ta bây giờ đang hiện hữu hai bóng người cao lớn. Đó chính là hai gã hung thủ đã bị cô tước đi mạng sống. Trầm sợ quá ngất đi. Hạ cũng hoảng loạn tinh thần, cảnh tượng cô vừa chứng kiến quá đỗi ghê rợn. Có lẽ nó sẽ ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài. Mấy gã đàn em nghĩ nơi này đã bị ma ám, bọn chúng không ai bảo ai, đồng loạt bỏ chạy tán loạn, mỗi người một hướng. Song có điều đã muộn, những cành cây trước mặt họ như bị ma nhập, thì nhau chĩa ra lòa xòa như những cánh tay khổng lồ tát vào mặt bôm bốp. Bọn chúng kêu lên ầm trời, một lúc sau những tiếng kêu la thảm thiết ấy tắt liền. Bên tai Hạ bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ tựa tiếng quỷ gầm, có điều chỉ đứng ở không gian bốn bề tĩnh lặng như cô thì mới nghe thấy. Cơn gió cuồng loạn cuốn theo tiếng kêu cứu của Hạ đi rất xa, rất xa. Bên phía Vũ vẫn đang nhanh chân tiến về phía con suối mơ lang. Khi nãy thấy điện thoại của Hạ mất sóng ở đó, nên anh nghĩ chắc chắn bọn họ đang ở đấy. Chuyến đi gặp vô vàn khó khăn, bởi đi hết khu vườn rẫy nhà ông Bách sẽ đến một cánh rừng rậm rạp u tối. Song điều đó không làm cho họ nản chế, bởi suy nghĩ phải bắt Thúy cho bằng được và phải bảo toàn tính mạng cho con tin luôn thôi thúc họ. Đoạn
Đi mãi cuối cùng cũng đến cánh rừng nơi có con suối chảy qua. Đạt chỉ tay về phía trước mặt rồi nói: chúng ta đến nơi rồi. Nhanh chân lên các đồng chí, phải cứu họ cho bằng được. Một chiến sĩ công an lên tiếng. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng. Mặc dù ánh đèn pin chỉ đủ chiếu sáng con đường phía trước mặt, nhưng họ vẫn đi nhanh nhất có thể. Mọi người, dừng lại. Bên kia hình như có người chết. Anh cảnh sát dặn dò mọi người. Ánh đèn pin trên tay anh vừa khựng lại chỗ có người nằm đó. Một người quát lớn: tất cả giơ tay lên, đầu hàng đi, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi đã bao vây nơi này. Thế nhưng người đó không nhúc nhích. Cảnh báo đến lần thứ ba thấy không có nguy hiểm nên họ quyết định tiến đến. Thấy người đó nằm bất động không phản ứng, một cảnh sát đi đến cúi người lật hắn ra. Đập vào mắt anh là gương mặt bầm dập tím tái sưng phù, chẳng chịt những vết cây đánh đập. Làm trong nghề bắt tội phạm bao nhiêu năm, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thương tâm rùng rợn, song nó vẫn không ám ảnh bằng cái chết lần này. Hắn chết rồi. Mọi người tản ra, phía trước có thể sẽ có nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận. Rõ. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng họ cũng tìm được Hạ. Vũ bất chấp nguy hiểm lao tới ôm cô chặt trong vòng tay. Sợ Hạ gặp bất chắc nên Vũ đã đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở. Chỉ đến khi thấy hơi thở của cô vẫn đều đều, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ luôn miệng gọi: Hạ, em tỉnh dậy đi Hạ, tỉnh dậy đi em. Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn. Cô Hạ không sao chứ cậu? Sinh lo lắng hỏi. Ừ, mình nghĩ cô ấy thiếp đi do bị choáng. Ừ, không sao là tốt rồi. Để mình đi xem còn có ai sống sót hay không. Sinh đi kiểm tra theo mọi người. Xung quanh đây ngổn ngang tới 6 xác chết nằm la liệt khắp nơi. Một xác thứ 7 là Thúy. Cô ta nằm chết ngay cạnh bên Hạ. Chậm vừa lúc tỉnh lại, thấy cảnh sát cô mừng rỡ, ú ớ kêu trong miệng. Một cảnh sát ra lệnh: cậu qua đó, cởi trói cho cô ấy đi, đưa về đồn hỏi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Vâng, thưa sếp. Hạ vẫn chưa tỉnh, tay cô trói ngoặt ra phía sau khiến cơ thể đau nhức. Họ gọi pháp y tới kiểm tra mấy cái xác. Phía Vũ và Sinh đưa Hạ và Trâm về trước, hẹn ngày mai đưa hai người lên cơ quan cảnh sát lấy lời khai. Vũ cõng Hạ trên lưng, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì tìm thấy Hạ an toàn, lo vì không biết trong cơ thể cô có vết thương nào không. Hai cha con ông Bách đã giải quyết xong, bây giờ Vũ lại thêm nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu nay về thân phận thật của Hạ. Anh sợ sau khi biết sự thật về cha mẹ nuôi của mình, Hạ sẽ không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Bình minh lên, ánh nắng xuyên qua những tán lá, rồi tan đi những giọt sương mai còn đọng lại trên vạt cỏ. Bà Dung sau khi hay tin Hạ bị bắt cóc, liền tức tốc trở về nhà ngay trong đêm. Bà ấy đi qua đi lại trước hiên, lâu lâu rướn cổ nhìn ra phía cổng, ngóng trông tin tức của Vũ và Hạ. Chiếc xe vừa dừng trước sân, thấy Vũ mở cửa, dìu Hạ xuống, bà nhanh chân chạy đến lo lắng hỏi. Vũ, con bé có sao không con? Mẹ đừng lo, cô ấy ổn. Bác sĩ đang trên đường đến đây thăm khám. Mà mẹ về hồi nào vậy? Con tưởng sau rằm mẹ mới về. Nhắc đến rằm, sắc mặt bà Dung không được tốt lắm. Lén lén nhìn lên ô cửa sổ trên phòng bà Thi, mẹ chồng mình. Chớp mắt mấy cái, cười xòa nói với Vũ. Đằng nào thì cũng phải về, không thể trốn tránh mãi được. Lần này về, mẹ sẽ ở nhà giải quyết mọi chuyện cho xong. Trốn tránh mãi cũng không phải là vấn đề. Có chuyện gì thế mẹ? Bà Dung xua tay. Thôi, con đưa vợ mình về phòng nghỉ ngơi trước đi. Con cũng mệt cả đêm rồi. Trưa nay ăn cơm xong mẹ sẽ nói cho con nghe mọi chuyện. Mặc dù Vũ muốn biết ngay bây giờ, song vì Hạ chưa tỉnh nên anh đành gật đầu. Vừa đi được vài bước, chợt sau lưng có tiếng phanh xe vang lên kín kít. Cả bà Dung và Vũ đều giật mình quay lại nhìn. Thì ra là ông Hải và bà Lan đến. Ngày hôm qua do không liên lạc được với hai cô con gái nên họ đành đích thân đến tận đây thăm con. Vừa thấy Vũ, bà Lan vội hỏi. Con gái tôi đâu? Vũ ấm Hạ trên tay, nhìn Hạ đáp. Cô ấy đây, ở trên tay tôi. Không, ý tôi là con bé Trâm, nó không phải con gái tôi. Vũ cười lạnh, nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ, trầm giọng đáp. Cuối cùng, bà cũng chịu thốt ra điều đó. Tôi đang không biết phải cư xử sao để lương tâm không cán dứt.
Này nghe bà nói vậy tôi rất mừng. Hả? Ý cậu là gì? Là gì thì đợi tí nữa bà sẽ rõ. Còn bây giờ tôi phải lo cho vợ tôi trước đã. Bà Lan phá lên cười khi nghe Vũ gọi Hạ là vợ. Bà ấy vẫn không hề hay biết gì về những việc Vũ đã âm thầm cho người đi điều tra. Càng không ngờ anh biết nhiều hơn bà ấy nghĩ. Nên bây giờ bà ta đang đứng trước mặt Vũ, cười nhạo. Nụ cười tắt hẳn, bà Lan gằn giọng nói. Cậu gọi nhỏ đấy là vợ. Vậy cậu nhầm rồi. Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật. Thực ra con gái lớn nhà tôi đáng lẽ mới là cô dâu của cậu. Vì hôm đó xảy ra chút chuyện nên chúng tôi đành để nó thế thân. Hôm nay, vợ chồng tôi đến đây cũng là muốn làm rõ mọi chuyện và mong muốn cậu chấp nhận con gái ruột của chúng tôi đúng với tên trong tờ giấy kết hôn. Hạ đã tỉnh, nước mắt cô rơi lã chã sau khi nghe mẹ mình nói. Hai tay cô bấu chặt vào người Vũ, đôi môi run lên bần bật. Nó xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Điều bà Lan mẹ cô vừa nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Vũ cười nhạt quay đi. Bà Lan thấy thái độ dửng dưng của Vũ lấy làm ngạc nhiên lắm, định nói câu gì đó mà bị ông Hải ngăn cản. Bà Dung thì ngược lại với thái độ của Vũ. Sau khi nghe bà Lan nói ra sự thật, bà ấy hơi sốc, cứ tưởng cô gái ngoan hiền mà bà hết mực thương yêu kia chính là con dâu thật của mình. Ai ngờ. Cánh tay bà Dung run rẩy giơ lên, chỉ vào hai vợ chồng họ, tức giận nói. Anh chị, tôi không ngờ hai người là dùng kế này để lừa cả gia đình tôi. Từ giờ phút này trở đi, tôi tuyên bố chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Ông bà và cả hai cô con gái của mình mau đi khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ông Hải bước lên trước mặt phân bua. Bà khoan đuổi chúng tôi, xin hãy cho tôi một lời giải thích. Hôm đó cháu Trâm bất ngờ bị đau bụng phải nhập viện, mà đàn trai lại sắp đến rước dâu. Bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới phải dùng người thay thế. Còn bé Hạ, nó là con nuôi của hai vợ chồng. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa ngoài tầm kiểm soát của mình như thế này. Ban đầu để cháu Hạ thay chị mình làm cô dâu cũng chỉ là kế hoãn bình tạm thời. Đợi cháu Trâm khỏe lại, chúng tôi sẽ đưa cháu lên đây thưa chuyện, để hai chị em nó hoán đổi vị trí lại cho nhau. Mong bà và cậu Vũ bỏ qua chúng tôi lần này, chấp nhận cháu Trâm về đây làm dâu. Ông Hải nói chưa hết câu, Vũ bên trong nhà đi ra, bước đến khoác vai mẹ mình, đành giọng nói. Hai người họ và cả cô con gái tên Trâm của mình sẽ phải rời khỏi căn nhà này mẹ ạ. Còn Hạ, cô là vợ con, là con dâu của mẹ, xứng đáng làm chủ căn nhà này. Hạ sẽ không đi đâu hết, cô ấy sẽ ở đây với chúng ta. Bà Dung ngoảnh lại nhìn Vũ, ngờ vực hỏi. Cả nhà họ lừa gia đình mình và mẹ không chấp nhận kẻ nói dối làm con dâu mẹ. Vũ vỗ vai trấn an mẹ, nói tiếp. Mẹ nghe con nói, Hạ về đây làm dâu là do bị họ ép làm vậy. Không phải con gái họ ốm nhập viện đâu, mà do cô ta bận đi du lịch cùng gã bạn trai trên biển. Tôi nói vậy có đúng không ông bà? Hai vợ chồng ông Hải ngây người khi nghe Vũ phanh phui sự thật. Hôm đó, đúng thật, Trâm và bạn trai dẫn nhau đi du lịch ngoài biển. Có cản Trâm và nói cỡ nào cô cũng không chịu ở nhà làm đám cưới. Sợ nhà trai làm lớn. Do gia đình nhà trai đã trả một khoản nợ khá lớn cho nhà gái. Còn vì sao họ lại dùng tiền để có con dâu thì chỉ có bà Dung mới hiểu rõ sự tình. Cháu Trâm hôm đó bị bệnh thật, chúng tôi có giấy nhập và xuất viện của cháu. Ông Hải lấy tờ giấy của bệnh viện đưa cho Vũ, nhưng anh không thèm cầm. Hai tay anh thọc vào túi quần, chậm rãi đứng sang một bên, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Năm xưa ông bà là dân ở quê lên thành phố sinh sống, không nhà cửa tiền bạc, phải sống trong cảnh nay đây mai đó, màn trời chiếu đất. May mắn ông gặp lại người bạn cũ của mình hồi ở quê. Họ thương tình quen biết nên cưu mang gia đình ông. Sau đó cho ông một số tiền làm ăn buôn bán. Ban đầu chỉ là cửa hàng nhỏ lẻ. Xong lâu ngày thấy không lời bao nhiêu nên nảy sinh lòng tham. Ông nén vợ chồng người bạn đi cầm cố cửa tiệm họ cho mượn. Lấy tiền mua một mảnh đất nhỏ giáp ven thành phố. May mắn lần hai đến với ông. Chỉ sau vài tháng lô đất đó lên giá, gia đình ông bán cũng lời một khoản tiền lớn. Có tiền trong tay, ông nói với vợ chồng người bạn của mình rằng số tiền ấy do ông bán mảnh đất ở quê mà có. Xin ông ấy cho mình vào công ty làm việc. Sau này, nhờ cái đầu nhạy bén thông minh của mình,
ông bắt đầu tính kế chiếm đoạt công ty bằng cách bỏ tiền mua cổ phiếu của rất nhiều cổ đông, mỗi người một ít, tích tiểu thành đại. Ông ngang hàng với cả ông chủ công ty chỉ sau vài năm làm việc. Ông Hải, tôi đánh giá cao âm mưu thủ đoạn của ông và ngưỡng mộ ông từ một gã nông dân một bước lên cao, nắm quyền hành trong tay mà bao kẻ mơ ước. Song có điều ông quá độc ác, ông biết họ hàng nhà bạn mình không còn ai nên đã lên kế hoạch giết họ cướp tài sản. Trong một lần họ đi tảo mộ, họ nhờ hai người giữ giùm cô con gái mới hơn một tuổi. Nhà họ ba người chở nhau đi. Ý tôi muốn nói là hai vợ chồng và cậu con trai lớn. Ông đã lén bỏ một loại thuốc làm tăng khả năng co thắt nhịp đập của tim, vì ông biết bạn mình có tiền sử bệnh tim mạch, vào trong ly rượu vang của người bạn, dụ ông ấy uống. Dĩ nhiên, bạn ông đang lái xe lên cơn đau tim mà chết. Chiếc xe cũng vì vậy mà xảy ra tai nạn. Hậu quả là hai cha con chết tại chỗ, người vợ bị thương nặng. Trong lúc hấp hối, bà ấy đã gọi luật sư và ông tới để lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho cô con gái hơn một tuổi. Người giám hộ không ai khác chính là ông bà. Ông Hải, tôi nói vậy có đúng không? Một kế hoạch quá hoàn hảo. Cậu đừng có ngậm máu phun người. Ông Hải tức giận, lồng ngực cảm thấy tức tức và khó thở, mặt mũi đỏ au, mãi mới nói hết câu. Ông ta ngỡ bí mật này sẽ theo mình xuống mồ. Không ngờ sau bao năm sống thảnh thơi trong sự giàu có, bây giờ lại bị Vũ khui ra. Bà Lan trợn mắt quát mắng. Nếu không có chứng cứ, cậu đừng ở đây ăn nói sằng bậy. Tôi có thể kiện cậu tội vu khống. Vũ ngẩng mặt lên trời phá lên cười, nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói. Nếu không nắm chứng cứ trong tay, làm sao tôi dám đối đầu với một con cáo già như chồng bà? Ngay sau khi mẹ tôi bảo sẽ cưới con gái ông bà cho tôi đã âm thầm cho người điều tra rồi. Bà Dung ngạc nhiên nói. Mẹ chọn con gái gia đình họ làm dâu vì có người làm mai mối. Còn nhớ cô Ngọc chứ? Cô Ngọc và bà Lan đây là bạn thân với nhau. Hôm đó cô Ngọc đưa cho mẹ tấm hình của Hạ, nói với mẹ rằng đó là con gái lớn của ông Hải và bà Lan. Mẹ thấy con bé xinh xắn dễ thương, có nét dịu dàng đằm thắm nên mẹ đã ưng ngay sau khi xem hình. Bà nội con cũng đồng ý với mẹ. Bà luôn thúc ép phải tổ chức cưới sớm, kẻo bà không qua khỏi trong năm. Trước khi nhắm mắt, bà muốn nhìn thấy mặt chắc. Nếu đúng Hạ chỉ là con gái nuôi và là con gái thứ hai của gia đình họ, thì ngay từ đầu họ đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ chờ chúng ta rơi vào bẫy. Vũ nói tiếp. Thì ra là vậy. Ông bà lừa mẹ tôi, rồi về nhà lừa Hạ. Bà nói đám cưới lần này là của Trâm, xong lừa cô ấy gả thay cho chị mình. Bởi khi đó Hạ đang có bạn trai. Nếu không làm vậy, sợ Hạ không đồng ý. Đi cả một đoạn đường dài, cuối cùng hai người cũng toại nguyện có đúng không? Chỉ tiếc người đang làm, trời đang nhìn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bà Lan run rẩy lùi lại phía sau, lẩm nhẩm trong miệng. Bằng chứng, nếu cậu không đưa ra được bằng chứng, tôi sẽ kiện cậu. Tội. Nói đến đây, bỗng sau lưng bà ta có tiếng quát lớn, làm cả hai vợ chồng họ giật nảy mình, quay người nhìn chăm chăm ra hướng vừa phát ra tiếng nói. Bằng chứng đang nằm trong tay tôi. Nếu ông bà muốn xem, tôi sẽ cho ông bà xem. Giọng nói đấy là của Đạt. Anh và Sinh về cùng Trâm, thấy con gái hốc hác trong bộ dạng nhếch nhác lôi thôi bẩn thỉu. Bà Lan lao đến ôm chầm lấy con gái, khóc lóc xót xa lo lắng, luôn miệng hỏi. Con gái của mẹ, con không sao chứ? Bọn họ đã làm gì con? Tại sao con lại ra nông nỗi này? Sinh lên tiếng. Con gái bà không sao, chỉ là hiếu thắng, tranh chua quá nên gặp phải đối thủ nặng ký mà thôi. Nếu không nhờ chúng tôi và cảnh sát đi tìm, e rằng cô ấy đã làm ma bên suối Mơ Lăng rồi. Đạt bước đến trước mặt ông Hải, dúi tập hồ sơ vào tay ông ta, nhỏ giọng nói. Ông xem đi, bằng chứng ông phạm tội đều ở trong này. Bọn họ bị cảnh sát bắt sáng nay cả rồi. Vợ chồng ông bà còn đứng được ở đây là do hai người ra khỏi nhà lên đây ngay trong đêm. Để tìm ra sự thật, cậu Vũ phải bỏ ra không ít tiền bạc mới lôi ra được sự thật này. Chỉ khổ cho mợ Hạ, sống cùng hung thủ giết cả nhà mình bao lâu nay mà không biết. Tôi không làm vậy. Ông Hải ấp úng phủ nhận tất cả.
Đúng lúc này, Miền Triều Hạ đi đến. Cô đứng không vững sau khi nghe hết sự thật. Nó quá tàn khốc với cô và quá sức chịu đựng đối với một cô gái mềm yếu. Trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh, đau rát như ai đó đánh rồi sát muối vào. Đôi môi cô run bần bật, thốt mãi mới thành câu: "Cha mẹ ruột của con đâu? Anh trai con đâu? Họ được chôn ở đâu? Ở đâu hả?" Ông Hải nắm tay Hạ nài nỉ: "Con gái, nghe bà nói, sự thật không như họ nói đâu con. Họ làm vậy vì muốn chia rẽ tình cảm gia đình mình." Hạ hất cánh đôi bàn tay ác quỷ ra khỏi người mình, nhìn ông ta mắt ngấn lệ, đau đớn hỏi: "Ông nói đi, bà mẹ ruột của tôi, họ ở đâu? Cả anh trai tôi nữa, họ chôn ở đâu? Ở đâu hả?" Hạ gào lên trong niềm đau vô bờ bến. Cô không ngờ rằng ẩn sau hai gương mặt đẹp lão kia lại là bộ mặt của kẻ sát nhân máu lạnh. Cô kiệt sức lịm đi trong vòng tay Miền. Lo lắng quá, Miền gọi thật lớn: "Mợ chủ, mợ đừng ngất nữa. Cậu chủ ơi, mợ chủ ngất rồi. Nhanh, đưa con bé về phòng." Bà Dung hối thúc Vũ. Đợi Vũ đi khỏi, bà Dung cũng đi theo. Trước khi đi, bà hử lạnh một tiếng, dành cho họ thái độ lạnh nhạt, ghê tởm đối với những gì họ đã làm. Ông Hải biết không thể thoát tội khi mà mọi chuyện vỡ lở ra hết. Ông ta lùa vợ con mình lên xe định trốn khỏi đây. Song có điều đã bị xe cảnh sát chạy đến chặn ngoài cổng. Họ vừa bước xuống xe liền giơ ra tờ giấy lệnh bắt khẩn cấp tội phạm giết người. Và đồng phạm là bà Lan, thì hai vợ chồng họ khựng lại, đứng chôn chân một chỗ, tự động giơ tay ra tra vào cổng số 8 một cách thành khẩn. Họ sẽ phải chịu bản án thích đáng mà pháp luật dành cho họ. Riêng Trâm không bị bắt do cô ta vô tội. Trâm quá sốc trong chuyện này, lại bị hành hạ cả đêm khiến cô ta kiệt sức mà ngất đi. Sinh không biết phải đưa cô ta đi đâu, nên anh động viên Vũ cho cô ta ở lại ít hôm, đợi khỏe lại tính tiếp. Buổi trưa, trời nổi gió vù vù, đang nắng chang chang bỗng mây đen ở đâu kéo đến, che khuất ánh mặt trời nắng gắt, làm cho bầu trời u ám sụt sùi. Vài tiếng sấm khô khan trên trời đánh xuống, nghe rát tai giật mình. Không lâu sau đó, trời đổ cơn mưa trái mùa, tầm tã. Mưa lớn đúng hơn 2 giờ mới tạnh. Sau trận mưa như thác đổ, ông Bảng cầm con dao trên tay đi vào vườn cây xem có cành nào bị gãy thì chặt. Lúc đi ngang qua hồ hoa súng, chân ông chững lại thì thấy đôi chân ai đó nổi lềnh phềnh trên mặt ao, thò ra từ đám lục bình xanh biếc. Nếu là người khác khi chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ bỏ chạy hét toáng lên. Còn ông Bảng thì khác, ông ấy nhìn chằm chằm vào đôi chân, khẽ chau mày ngẫm nghĩ. Khuôn mặt quá đỗi thản nhiên, không một chút sợ hãi. Ông ấy buông con dao xuống đất, men theo lối nhỏ vào vườn cây, vác cây sào gần đó quay lại. Chĩa mũi sào xuống gạt lớp lục bình ra, lộ rõ xác chết trương phảnh, đôi mắt bị cua cá rỉa sạch. Gỡ tấm bạt quay xung quanh gốc cây đặt xuống mặt đất, ông Bảng vòng đi vòng xuống ao, khều cái xác giạt vào bờ. Xác người lúc này trương phình lên to lắm, lớp áo cũng vì thế mà căng ra theo. Cảm tưởng như bên trong lớp da toàn nước, chạm nhẹ vào cũng vỡ nát. Ông ấy khom người lật cái xác lại, không quá ngạc nhiên khi nhận ra đây chính là Diệu. Ông Bảng nhớ lần cuối cùng mình trông thấy Diệu cùng với bộ đồ, mái tóc này, tuy mặt mũi bị cua cá rỉa đi gần hết, song chiếc vòng sâu tằm đeo trên cổ tay nó không thể nhầm lẫn được. Ông Bảng buông tiếng thở dài, biết mình không thể tự đưa xác Diệu lên bờ, đành chạy về nhà báo tin. Vũ, Sinh và Đạt đang bàn chuyện khi nghe tiếng ông Bảng chi hô ngoài sân, họ lật lật chạy ra. Vũ nhìn đăm đăm ông Bảng, cậu hỏi: "Có chuyện gì thế bác? Ai chết đuối ngoài kia?" Ông Bảng thở hổn hển, chạy một quãng đường khá xa khiến ông ấy mệt mỏi, thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng, chỉ tay ra hướng hồ bông súng mà rằng: Còn Diệu chết, Diệu chết đuối." Mọi người hướng ánh mắt qua đó, cả ba nhìn nhau gật đầu, không ai bảo ai chạy ra ngay đó xem thực hư mọi chuyện. Sau cơn mưa, đám mây đen trên trời cũng tan biến. Tuy không có ánh nắng, song bầu trời thoáng đãng hẳn. Họ đi dưới những tán lá cây rợp bóng, lâu lâu bị những cơn gió thổi ngang qua, chút những giọt nước mưa còn đọng lại trên lá, ảo xuống đôi vai, ướt sũng. Lão Bảng dẫn đầu,
vừa đi vừa nói. Tưởng ngày con nhỏ này nó bơi giỏi lắm, vậy mà không hiểu sao nó lại chết đuối. Lạ thật. Ông ta thừa biết vì sao Diệu chết. Ngay sau hôm nó bị cành gai hoa hồng đâm, ông ấy đã biết và cảnh báo nó. Thế nhưng Diệu lại không tin, vì nó cho rằng chiếc vòng râu của bà tặng đeo trên cổ tay sẽ chấn áp được tà ma. Ông Bảng làm bộ giả vờ không rõ nguyên nhân, thực ra trong lòng vẫn giấu giếm một sự thật nào đó, rất ghê rợn. Tí nữa bác báo người nhà cô ấy một tiếng, đợi cảnh sát khám nghiệm tử thi rồi cho xe trở về. Cháu sẽ lo tang sự cho cô Diệu. Vũ dặn ông Bảng. Vậy thì còn gì Bảng à? Tôi sẽ báo cho bà cô ấy biết. Ông Bảng nghe lệnh. Họ ra đến nơi, thấy xác Diệu nổi phập phều dưới mặt ao, trên mặt chẳng chịt những vết thương lở loét sưng húp. Khuôn mặt biến dạng, chân tay co quắp. Chắc trước khi chết nó vùng vẫy dữ lắm. Bốn người xuống dưới vật lộn mãi mới đưa được xác Diệu lên bờ. Họ đâu dám nắm chặt, vì thịt trên cơ thể Diệu bây giờ nó mềm nhũn ra như miếng thịt kho tàu trong nồi. Đặt cô ấy xuống đây. Mùi tử thi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lợn vợt mãi không chịu tan biến, khiến Đạt nợm cổ họng. Quay người bỏ chạy sang gốc cây, nôn thốc tháo. Đoạn khám nghiệm tử thi, cảnh sát kết luận Diệu bị chết đuối. Ngoài những vết thương trên mặt do gai cào khi còn sống, phía ông Bảng khai, và điều này cũng được cả nhà làm chứng, thì trên người cô ấy không có thêm bất cứ dấu vết thương tích gì. Diệu được đưa về nhà, bà của cô ấy vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô cháu gái duy nhất. Lò mà chạy cho cháu xong, tiến Vũ ra cổng. Bà của Diệu nắm chặt tay Vũ, khàn giọng nói. Cậu, cho tôi theo cậu về nhà. Tôi muốn gọi hồn cháu mình về. Nó chết đuối sẽ lạnh lẽo lắm. Vũ hiểu tâm trạng của bà ấy. Tuy anh không tin tâm linh, song những lời bà ấy nói lại xuất phát từ tình thương cháu gái. Cậu không có cớ gì để từ chối, đành để bà ấy đi theo. Vâng, nếu bà muốn, Vũ đáp. Cậu chờ tôi một lát, tôi vô nhà lấy đồ nghề. Vũ chào mày, cậu chưa kịp hỏi bà ấy xem đồ nghề mà bà ấy nói là những gì, nó có nặng lắm không để mình giúp. Vậy mà chớp mắt một cái, bóng dáng bà ấy đã vào tới tận sân. Bà ấy giả là sự thật, nhưng thao tác và phong độ của bà ấy chẳng kém người trẻ tuổi là bao. Nhoáng cái, bà ấy đã trở ra, trên vai là chiếc túi vải màu nâu cũ kỹ. Vũ ngạc nhiên hỏi. Đồ nghề của bà đâu? Cháu giúp bà đưa nó lên xe. Bà ấy vỗ phạch phạch vào chiếc túi bên mạn sườn rồi nói. Nó đây, tôi chỉ cần nhiêu đây là đủ. Vũ muốn hỏi thêm, nhưng do trời đã muộn nên cậu không tiện hỏi. Anh hối bà ấy lên xe đưa bà ấy về nhà mình. Suốt quãng đường đi, bà ấy ngồi lặng thinh không nói một câu. Vũ ngại nên cũng không dám hỏi. Trong con người bà ấy luôn có một chút gì đó kỳ bí, khiến người đối diện phải tò mò. Vũ chỉ biết bà ấy tên Hồng. Nắng tắt, màn đêm buông. Gần 9 giờ tối hai người mới về tới nhà. Vũ xài miền sắp xếp chỗ ngủ cho bà Hồng, dặn nó chuẩn bị cơm nước tiếp đái bà. Bà Hồng không mảy may đến những lời Vũ nói. Vừa đặt chân tới đây, bà ấy đã nhìn chăm chăm lên lầu 2, nơi có ánh đèn tù mù hắt ra từ phòng bà Thi, chỉ tay lên đó quát lớn. Quỷ! Trong nhà này có người thỉnh quỷ về thờ. Hôm nay, tôi sẽ thu phục nó. Ông Bách đứng đằng xa nghe thấy hết lời bà Hồng vừa nói. Ông ta liếc mắt nhìn bà Sáu, hất hàm ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt. Xong, họ lại hiểu ám hiệu ấy thay vì nói ra những suy nghĩ trong đầu. Bà Sáu hiểu ý, lùi lại phía sau quay lưng lủi thủi đi vào nhà. Nơi bà ta muốn đến bây giờ chính là phòng của bà Thi. Bà Dung chậm rãi bước đến, hết nhìn bà Lão Vũ đưa về rồi lại nhìn lên phòng mẹ chồng mình, ngạc nhiên hỏi. Sao bà nói vậy? Phòng đấy là của mẹ chồng tôi ở, bà vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Bà Hồng cười nhếch môi, trầm giọng nói. Bà ta chết từ lâu rồi, rất lâu rồi. Nếu như không phải có con quỷ chiếm thân xác sống trong đó, e là bà ta chỉ còn bộ xương khô mà thôi. Vũ bây giờ mới lên tiếng. Bà đừng nói vậy, tội cho bà con. Tôi có thể hiểu tâm lý cũng như nỗi lòng của bà bây giờ, song không cho phép ai xúc phạm đến bà nội. Bà Hồng ngẩng mặt lên trời, cười phá lên. Bà nội. Cậu gọi bà ta là bà nội bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lúc cậu bập bẹ tập nói cho đến bây giờ có đúng không? Vậy để tôi nói cho mấy người một bí mật.
Nghe xong tin hay không thì tùy mấy người. Bà Sung nheo đôi mắt hỏi. Bí mật gì? Tôi chưa hiểu ý bà nói. Bà Hồng bùi ngùi kể lại. Năm xưa, em gái tôi là người giúp việc trong nhà này. Con bé hiền lành lễ phép nên rất được lòng ông bà chủ. Đùng một cái bà chủ mất tích, họ đồn rằng bà ấy bỏ nhà đi theo trai. Ai cũng nghĩ bà ấy là loại đàn bà hư hỏng, có chồng con đề huề rồi mà vẫn lẳng lơ. Em gái tôi không tin điều đó, bởi nó theo hầu bà ấy bao nhiêu năm, tính cách bà ấy như thế nào nó là người rõ hơn ông chủ. Do không muốn nghe những lời đàm tiếu không hay về bà chủ, nó đã âm thầm điều tra vụ bà ấy mất tích. Mấy người biết nó phát hiện ra gì không? Là bà ấy đã bị sát hại. Hung thủ cũng không ai ngờ tới, chính là cô bạn thân của bà chủ, tên Thi. Cô ta năm đó vì bị chồng đánh đập đuổi đi, đã lưu lạc đến cao nguyên này tìm bạn mình giúp đỡ. Sống trong sự bao bọc ấy đáng nhẽ bà ta phải biết ơn bạn mình. Nhưng không, bà ta vẻ ngoài cười nói vậy thôi, thực chất trong lòng luôn tỏ ra đố kỵ. Sau khi bà chủ sinh cậu con quý tử, ông chủ càng yêu thương vợ mình hơn. Điều đó đã châm ngòi cho bản tính sân si của bà ta, dẫn đến một âm mưu vô cùng tàn ác. Bà ta cấu kết với hai người làm trong nhà tên Sáu và Bảng, hạ độc bà chủ rồi phanh thây thành từng mảnh, chôn dưới mỗi gốc hồng một tứ chi. Đấy cũng là vườn hoa hồng mà ông chủ đích thân chồng tặng vợ. Hôm bà ta ra tay, tất cả người trong nhà đều bị say thuốc mê do bà Sáu bỏ vào thức ăn. Ông chủ dạo đó đi công tác vắng nhà, em gái tôi thì về quê thăm mẹ bệnh. Do đó mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ. Khi mọi người tỉnh, chỉ thấy bà chủ viết lá thư để lại, nói rằng mình đã hết yêu chồng và muốn đi theo tiếng gọi tình yêu bên ngoài với một người đàn ông khác. Ông chủ dạo đó sốc lắm, nhìn đứa con đỏ hòn lại xót, nghĩ một ngày thằng bé không thể không có mẹ, đành nhờ bà Thi đứng chăm sóc. Sau bao năm, dần dà họ có tình cảm với nhau và lên duyên vợ chồng. Em gái tôi biết tất cả mọi chuyện vì vô tình nó nghe được cuộc trò chuyện của ba người bọn họ trong nhà. Nó âm thầm viết thư kể lại cho tôi nghe và dặn tôi phải giữ bí mật. Nếu nó chết, hãy đem bí mật này ra tố cáo với ông chủ. Hậu quả của việc em tôi đối đầu với ba người bọn họ chính là cái chết thương tâm mà bọn họ vạch ra sẵn. Họ giết em gái tôi trong đêm rằm trăng sáng mà không để lại dấu vết gì. Người tiếp theo phải chết chính là bà giúp việc. Bà ta muốn lần lượt giết hết những người liên quan đến bà chủ, để không muốn ai biết căn nhà này xưa kia có một bà chủ xinh đẹp khác. Tới bây giờ, xác em tôi chôn ở đâu, chỉ có bọn họ mới rõ. Tôi không được can dạ như em gái tôi, bởi khi ấy tôi đang mang thai. Mãi sau này tôi mới để đứa cháu duy nhất của mình vào đây làm người giúp việc, mong nó tìm ra được chứng cứ phạm tội. Chỉ tiếc nó quá u mê tiền bạc, đắm chìm trong ảo mộng, đã không hoàn thành tâm nguyện của tôi, còn đến nỗi phải mất mạng. Lúc đầu tôi cũng muốn tìm đến nơi để nói sự thật cho ông chủ nhà biết, song thế lực lúc đó của bà ta quá mạnh khiến tôi lại chùn bước. Tôi còn gia đình, còn chăm con nhỏ, dựa vào vài món bắt ma tôi học được của một ông thầy trên núi cũng không thể nào đánh bại được con quỷ mà bà ta thỉnh về. Tôi nhận ra bên cạnh bà ta luôn có một vầng khí màu đen luôn bủa vây xung quanh bà ta mọi lúc mọi nơi. Nó bảo vệ và nghe lời bà ấy, với một điều kiện, bà ta phải dâng máu cho nó vào mỗi đêm trăng rằm. Kể đến đây, nước mắt bà ấy lăn dài trên đôi má nhăn nhèo nếp nhăn, miệng luôn lảm nhảm. Là tôi nhu nhược, không bảo vệ được em mình. Tôi nhu nhược yếu đuối vì tham sống sợ chết. Nói đoạn, bà ấy móc ra lá thư viết vội, nét chữ nguệch ngoạc không chỉnh chu ngay ngắn. Chỉ dựa vào lá thư này của một người đã chết thì quả thực khó là định tội bọn họ được. Hơn nữa, họ là những con người quá mưu mô thủ đoạn. Bà Dung loạng choạng xém chút ngã, may mà có Vũ đỡ kịp. Bà ấy rưng rưng nước mắt, nói ra tất cả nỗi lòng mình bấy lâu nay giấu kín. Thì ra bà Dung là con gái của bà giúp việc năm xưa. Sau khi em gái bà Hồng bị sát hại, thì bà giúp việc cũng biến mất, mọi tội trạng được đổ lên đầu bà giúp việc. Bà Dung lợi dụng chút nhan sắc của mình để được lọt vào mắt con trai ông chủ. May mắn cho bà ấy, cậu chủ đã đem lòng thương. Ít lâu sau họ về chung một nhà. Bà Sáu sớm nhận ra âm mưu của bà Dung về đây làm dâu, cốt là để tìm ra sự thật, tìm mẹ và cũng muốn rửa sạch nỗi oan khuất cho bà. Bà luôn bị bọn họ đàn áp đe dọa. Nếu như không im lặng,
thì tính mạng của Vũ sớm muộn gì cũng trùng số phận với những người đã chết trước đó. Vì con trai, bà đành sống im lặng, tìm đến những ngôi chùa ngồi thiền, mong tâm mình nhẹ nhõm hơn một chút. Bây giờ, Vũ đã trưởng thành, bà không muốn sống trong sự áp đặt và tiêu khiển của mẹ chồng mình nữa, quyết tâm quay về làm cho ra nhẽ. Nếu phải hy sinh mạng này, bà cũng cam lòng. Bà ấy nói thật đó con, mẹ chính là con gái của bà giúp việc mất tích sau cái chết của cô người làm trong nhà. Vũ chưa kịp chấp nhận chuyện này, tiếng thét thất thanh của Hạ trên lầu vọng xuống, khiến cả nhà giật mình ngước lên. Lão Bách bây giờ mới lộ rõ bản chất tàn ác của mình. Ông ta nắm chặt con dao trong tay, cười khà khà, mắt trợn trừng nói: "Nếu mấy người đã biết hết thì cần gì phải giấu? Đúng, cái chết của họ là do một tay tôi làm. Tôi giết cô ta bịt đầu mối, chôn xác trong tầng hầm, giết bà giúp việc, đổ mọi tội lỗi cho bà ta, chôn xác ngoài gốc cây cổ thụ. Còn bà chủ, như lời bà ta nói, tôi chặt cơ thể bà ấy ra làm nhiều mảnh, chôn mỗi khúc vào mỗi gốc làm phân bón. Sau này đến cái chết của hai mợ chủ cũng do tôi gây ra cả. Ai bảo họ nhiều chuyện, không chịu ở yên lại vào lén phòng bà chủ mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Họ chết vì bản tính tò mò của mình, chứ không phải vì tội ngoại tình như trong thư. Tôi đem linh hồn họ tế quỷ vào mỗi đêm trăng rằm. Đó là lời giao ước để bà chủ có thêm sức mạnh. Cháu gái của bà là do bà chủ bắt đi, bởi bà ta muốn bảo vệ cho cháu dâu của mình. Bà ấy biết, nếu như nhỏ Diệu không chết, nó sẽ bắt tay với cô Thúy sát hại cháu dâu mình. Bà ấy rất hợp với cô Hạ, ra tay cứu cô ấy rất nhiều lần. Khốn kiếp, ông là ác quỷ, Vũ rít lên. Bỗng, tiếng hét của Hạ lại vang lên, cô đang phải đối diện với một con ác quỷ. Vũ buông bà rung ra, định chạy lên cứu Hạ thì lão bàng quát lớn: "Không ai được lên trên đó cho đến khi bà chủ nuốt linh hồn của cô ta. Nếu không nghe lời, tôi sẽ cắt cổ con nhỏ này." Vừa nói, lão ta vừa kề sát con dao vào cổ Miền từ khi nào không hay. Nó sợ hãi tái xanh mặt mày, chân tay bùn rùn đứng không vững. Bà Hồng không muốn ông ta thắng một lần nữa, bèn thọc tay vào chiếc tay nải bên hông, bốc một nắm trò ném thẳng vào mặt ông ta. Ngay tức thì, mắt ông ta không còn nhìn thấy gì. Vũ được đà xông lên, đạp ông ta một nhát ngã nhào xuống đất. Thịch, chói ông ta lại và bảo: "Hôm nay, ông không thoát được đâu, lão già khốn kiếp." Bà Sung lắp bắp nói: "Nhanh, nhanh lên lầu cứu con bé." Chói ông ta xong, Vũ hối mọi người báo cảnh sát. Một mình anh bước vào căn phòng cất súng, lấy ra khẩu súng san phòng thân. Chạy nhanh lên lầu, bà Hồng không cho ai đi theo ngoại trừ bản thân mình. Thấy Vũ đi lên, bà ấy đuổi theo. Trong trận chiến này, không chỉ dùng mỗi sức mạnh thôi là đủ, mà cần dùng đến cả những thứ thuộc về tâm linh để tiêu diệt. Cánh cửa phòng bị Vũ đạp tung ra, anh lên đạn chĩa mũi súng vào người bà Thi, gạt giọng quát: "Ác quỷ, bà mau thả vợ tôi ra, nếu không tôi bắn bể sọ bà." Bà ta ngước lên nhìn Vũ cười ha hả, một tay siết chặt cổ Hạ, tay kia vươn dài đến trước mặt Vũ, định túm lấy anh kéo lại, nhưng chẳng may bị bà Hồng tạt máu chó mực vào người. Bà Thi hét ré lên một tiếng, vội thu tay lại, còn tay kia vẫn bóp cổ Hạ muốn nghẹt thở. Thấy sắc mặt Hạ tím tái, hơi thở dường như sắp kiệt quệ, bà Hồng vội nói với Vũ: "Cậu mau đi tìm xem Vũ cho cốt của quỷ bà ta giấu nó ở đâu. Phải đập nó vỡ trước khi mụ ta hút hết dương khí trong người cô ấy. May ra mới cứu được vợ cậu. Tôi sẽ ở đây cản nó giết vợ cậu." Vũ gật đầu, anh chạy lăng xăng lục tìm khắp căn phòng, từng góc tủ và cả dưới gầm giường. Song lực bất tòng tâm, rơi vào tuyệt vọng khi lục tung cả căn phòng vẫn không thấy. Một giọng nói ma mị thoáng qua bên tai Hạ. Cô nghe rất rõ, Vũ cốt dưới phòng ngủ của cô. Hạ đưa tay lên cào cấu, cố gỡ bàn tay ma quái kia ra, giọng hụt hơi nói với Vũ: "Mau, xuống phòng ngủ chị Trâm, Vũ cốt nằm trong chiếc hộp gỗ." Vũ lao nhanh xuống nhà, xông vào phòng lật tìm mọi góc cạnh. Lần này may mắn mỉm cười đến với Vũ. Anh tìm thấy chiếc hộp cũ rích dưới gầm giường, ôm nó chạy đi tìm kìm phá ổ khóa. Quả thực bên trong chiếc hộp có chứa một hũ sành không lớn lắm và một tấm hình người con gái rất đẹp. Thoạt nhìn, anh đã thấy người này rất giống ba mình, miệng khe khẽ thốt lên hai từ: bà nội. Biết thời gian cấp bách, Vũ cầm hũ cốt chạy ngược lên phòng.
Đến nơi, anh gấp gáp nói với bà Hồng. Đây rồi, tôi đã tìm thấy nó. Bà Hồng đang nhậm chú kiểm hãm bản tính hung ác của con quỷ lại. Thấy Vũ đến liền dừng lại, nói với cậu. Mau lên, mở nắp hố cốt ra. Vũ nhanh tay làm theo. Bà ấy đi đến, đổ lọ máu chó mực vào hũ, hối thúc cậu. Ra cửa sổ, ném hố cốt xuống đất. Nhanh lên, vợ cậu sắp chịu hết nổi rồi kìa. Vũ cầm hố cốt trên tay lao ra mé cửa sổ. Anh giơ ra ngoài chuẩn bị ném nó xuống thì bà Thi hét lên. Không, không. Bà Hồng đứng bên này quát. Ném đi, nhanh lên. Đập vỡ nó để xóa cuốn linh hồn bà ta ra làm trăm mảnh, mãi mãi không được siêu sinh. Không. Sau câu nói của bà Hồng, Vũ đã ném nó xuống đất, làm hố cốt vỡ toang, cho bên trong bị gió thổi đi, lợn vợn một lúc rồi biến mất. Trong khoảnh khắc chiếc hũ bị Vũ đập vỡ, cơ thể bà Thi bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố từ Thi, gương mặt hốc hác rồi trở nên đen ngòm. Cuối cùng là một cái xác chết khô, nằm chọc chờ dưới đất, co quắp như con tôm. Không ai để ý đến bà Sáu, nghĩ bà chủ chết bản thân cũng không còn thiết sống, nên đã cầm cây kéo trên tay lao đến đâm ngập mũi kéo ăn nghiệt vào người bà Hồng. Cuối cùng bà ấy cũng tự vẫn bằng chính cây kéo đó. Cả đời bà ta chỉ trung thành với mỗi bà ta, nên sau khi bà chết, cuộc sống trở nên buồn tẻ. Hơn nữa, nghĩ bà ấy ở dưới kia cô đơn lạnh lẽo, cần bạn nên đã chọn cách trả thù cho bà chủ xong, rồi kết liễu cuộc đời mình. Bà ta rít lên những câu nói cuối cùng trước khi chết. Tôi làm được rồi. Cơ thể bà ta đổ gục xuống đất, chết ngay trên vũng máu loang lộ khắp nhà. Vũ ôm Hạ vào lòng, anh dìu Hạ ngồi xuống ghế, bản thân chạy đến đỡ bà Hồng dậy, luôn miệng hỏi. Bà ơi, bà không sao chứ? Bà Hồng mắt nhắm nghiền, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, thều thào đáp. Kiếp này tôi sống đủ rồi, đã đến lúc tôi đi gặp mọi người. Cậu hãy thiêu xác bà ta đi, sau đó đặt nó ở một ngôi chùa nào đó tùy cậu. Nói đến đây, đôi tay bà ấy buông thõng, cơ thể nhũn ra chết trên tay Vũ. Trước khi nào anh rơi lệ vì người ngoài, song hôm nay đôi mắt anh lại khóc vì bà ấy. Những việc bà ấy làm cho anh và gia đình, có lẽ kiếp này Vũ sẽ không bao giờ quên. Hạ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, trên cổ cô vẫn hẳn rõ năm ngón tay thâm đen. Bà Dung ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cô mà rằng. Con à, mọi chuyện đã qua cả rồi con. Từ giờ nhà chúng ta không phải sợ gì cả. Mẹ và Vũ đã mời sư thầy về đây cúng cầu siêu cho bà nội, cô Đoan và cả bà ngoại con rồi. Mong họ sẽ yên nghỉ nơi chín suối. Còn con phải ráng khỏe lên. Coi như vậy, cháu mẹ ra đời mới khỏe mạnh được. Hà nở nụ cười nhẹ, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô đặt tay lên bụng mình xoa xoa mấy vòng. Cô hiểu rằng mình đang có thai, còn cô đang lớn lên từng ngày trong bụng. Vũ bước vào, trên tay anh là một nắm hoa dại anh hái bên đồi. Thấy Hạ tỉnh, anh bước đến chìa nắm hoa nói với Hạ. Này, anh hái hoa ngoài đồi, tặng vợ anh. Đặt nụ hôn lên trán cô, xong Vũ đưa bó hoa cho cô, kèm theo lời xin lỗi mộc mạc chân thành. Bà Dung vỗ tay cô, nhìn cô nở nụ cười trìu mến. Cánh cửa vừa mở, Sinh bước vào, trên tay anh ôm một bó hoa thật lớn, kèm theo câu nói trêu ghẹo. Tiếc quá, thằng bạn tôi nó lại thương cô Hạ mất rồi. Tưởng đâu nó bỏ rơi cô, tôi sẽ rước cô Hạ về làm chủ đồn điền nhà tôi. Bó hoa này tặng cô, chúc cô Hạ mau khỏe nhé. Vâng, cảm ơn anh Sinh. Ôi, ơn nghĩa gì hả cô Hạ? Cô mau khỏe lại còn dạy chữ cho tụi nhỏ nữa chứ. Được vậy tôi mừng lắm, hy vọng cô Hạ vẫn nhớ giao ước đấy của chúng ta. Hạ gật đầu. Vâng, tôi nhớ chứ. Này, cậu nói vậy mà được à? Ai lại đi tán vợ bạn bao giờ? Cậu có muốn ra ngoài phân cao thấp không? Chúng ta lâu rồi chưa đánh nhau đúng không nhỉ? Sinh nhún vai nhìn Vũ cười cợt nhả. Tôi sợ cậu chắc. Xong, để hôm khác đi Vũ. Đây tôi tìm được chân lý của cuộc đời mình rồi, nên ba cái trò trẻ con cậu nói, đợi sau này con chúng ta lớn lên sẽ thay cha nó đấu, được chứ? Sau câu nói ấy, Loan từ ngoài đi vào. Cô chào mọi người,
lao đến ôm Hạ ghi thật chặt. Cảm giác này lâu lắm rồi mới tìm lại được, kể từ khi Hạ đi lấy chồng. Loan là cô bạn thân của Hạ, hai người học chung thời đại học và chơi với nhau rất thân. Lần này, Loan lên đây thăm cô, vô tình gặp Sinh ngang đường trong khi cô đang ngơ ngác tìm đường tới nhà Hạ. Sinh đã trúng tiếng sét ái tình ngay sau lần đầu gặp Loan. Nếu trước đây anh ngưỡng mộ nhan sắc và tính nết của Hạ, thì với Loan, con tim anh đã thổn thức ngay lần đầu trông thấy. Cũng trong ngày hôm đó Trâm lặng lẽ quay về thành phố, nơi mà cô cần phải quay về. Cô hiểu rằng căn nguyên này không thuộc về cô. Tuy nó rộng lớn nhưng không chứa nổi một con người bé nhỏ như mình. Buổi chiều đầu tiên Hạ được xuất viện, Vũ mở tiệc ngoài trời mừng Hạ về nhà. Cũng là mừng gia đình mình thoát khỏi tai kiếp. Bốn người họ dẫn nhau ra đồi hoa thơ mộng, ngả đầu vào vai người đàn ông mình thương, cùng nhìn về một hướng. Quý vị thân mến, vậy là đến đây đã kết thúc trọn bộ một bộ truyện khá là dài của tác giả Trần Linh. Và không biết quý vị suy nghĩ và cảm nhận gì về bộ truyện này, hãy để lại cho Thuận được biết những cảm xúc, suy nghĩ cũng như quan điểm của quý vị sau khi đón nghe xong truyện nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đón nghe. Hy vọng rằng quý vị sẽ còn ủng hộ nhiều hơn nữa, lâu dài hơn nữa cho Duy Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và cả trên kênh Nhà Ma nha quý vị. Quý vị nhớ tìm kiếm cả kênh Nhà Ma MC Duy Thuận trên YouTube để đón nghe những câu chuyện bên kênh đó cũng rất là hấp dẫn. Không thua kém gì trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đâu quý vị nha. Và ở kênh Nhà Ma thì kể chuyện với một cái phong cách hoàn toàn khác. Và thời gian Thuận gần đây thì cũng đã đăng lên khoảng 14-15 tập truyện rồi, khá là nhiều rồi. Nên Thuận rất là mong rằng quý vị có thể ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Nhà Ma nữa nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều.